Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện phá vân chương 71 bộ vi gần như đã khai ra toàn bộ uông hưng nghiệp hoàn toàn không phải là bạn của ba mẹ cô bé mà là một phần trong mạng lưới buôn bán hàng trắng cũng là một con buôn sau khi cha mẹ bộ vi qua đời tên họ uông này đã nhận nuôi cô bé hai năm trước còn cư xử tốt sau khi cô bé trưởng thành bắt đầu từ năm ngoái uông hưng nghiệp dần dần nổi lên ý định xấu hai tháng trước trong một lần thừa dịp say rượu suýt chút nữa cưỡng hiếp cô bé bộ vi liều mạng chống cự trốn đi được cũng từng có ý định báo cảnh sát nhưng uông hưng nghiệp đã lợi dụng thế lực trong hắc đạo của mình đe dọa cô bé cuối cùng hai người đạt được thỏa thuận chỉ cần cô bé giúp lão ta làm một chuyện lão sẽ cho cô bé một khoản tiền và không bao giờ tới quấy giày cô bé nữa Nghiêm Tà kẹp điện thoại di động, tạch 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 ấn nút thang máy mấy lần, rồi nhìn con số từ đầu đến cuối vẫn dừng lại ở tầng trên, dứt khoát không đợi nữa, quay người chạy thẳng tới hành lang. Hàn Tiểu Mai nhanh chân đuổi theo ôi vãi, anh Nghiêm, nói cách khác cô bé kia chính là đồng phạm bắt cóc, giọng của Mã Tường từ đầu bên kia điện thoại truyền tới có thể hiểu là như vậy uông hưng nghiệp để bộ vi trợ giúp lão bắt cóc thân hiểu kỳ đe dọa sẽ bán cô bé nếu cô bé không hợp tác bộ vi đồng ý chủ ý đi chơi ở núi thiên tung là do bộ vi đề xuất cho dù thân hiểu kỳ không sắp đặt cái trò lừa bịp não tàn anh hùng cứu mỹ nhân đó thì cô bé cũng sẽ nghĩ cách dụ thân hiểu kỳ vào rừng rồi cố ý đi lạc đường sau đó dưới sự chỉ dẫn của bọn bắt cóc đưa cậu ta đến địa điểm rừng cây phượng hoàng mã tường lập tức hỏi bọn bắt cóc có mấy người con bé có thể cung cấp thông tin về diện mạo không giống với miêu tả của lý vũ hân tất cả đều mặc đồ đen che mặt bốn tên uông hưng nghiệp không có mặt tại hiện trường theo lời kể chúng ta khó mà xác định được mối quan hệ giữa bốn tên bắt cóc và uông hưng nghiệp là cấp dưới hay là đồng phạm anh đã gửi đoạn ghi âm khẩu cung của bộ vi cho đội kỹ thuật ở cục thành phố rồi ở đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng phân phó của mã tường đi tìm chủ nhiệm hoàng lấy bản thu âm mà anh nghiêm vừa gửi tới nhanh lên anh nghiêm mã tường lại giơ điện thoại lên vậy nói cách khác chính bộ vi đã đẩy thân hiểu kỳ xuống núi con bé biết mình phải giết nạn nhân cách nói của bộ vi không phải như vậy nghiêm tà như gió cuốn vụt qua hành lang hàn tiểu mai nhắm mắt theo đuôi đuổi theo phía sau cuống cuống hận không thể mọc ra tám cái chân giọng điệu nói chuyện của đội phó nghiêm từ đầu tới cuối vẫn luôn bình tĩnh căn cứ theo lời khai của con bé cho đến ngày cuối cùng trước khi đến rừng phượng hoàng con bé vẫn cho rằng uông hưng nghiệp chỉ muốn vơ vét tài sản của nhà họ thân hà lúc đến rừng phượng hoàng cô bé cũng ngất đi như lý vũ hân khi tỉnh lại thì nhìn thấy thi thể của hạ lương ở dưới hố mà thân hiểu kỳ đã bị mấy tên bắt cóc đè xuống đất đối phương yêu cầu cô bé hành hình thân hiểu kỳ lúc này cô bé mới biết mình phải giết người sau quá trình kháng cự cô bé bị bốn tên bắt cóc khống chế đối phương yêu cầu cô bé tự mình ra tay đẩy thân hiểu kỳ xuống núi nếu không thì sẽ bị giết sau đó con bé đã mã tường cẩn thận hỏi nghiêm tà và hàn tiểu mai một trước một sau lao ra khỏi hành lang đi qua cửa chính tòa nhà bệnh viện rồi nhanh chóng sải bước tới bãi đậu xe trạng thái tinh thần của bộ vi không được ổn định cho lắm lời khai loạn xì ngầu nhưng đại khái là vậy nghiêm tà ngừng một chút lại nói sau khi thân hiệu kỳ ngã xuống con bé nghe mấy tên bắt cóc nói cảnh sát sắp tới không còn thời gian nữa con bé cầu xin bọn chúng tha cho mình một con đường sống nhưng cũng bị bọn bắt cóc trói lại đẩy xuống sườn núi sau đó thì không biết gì nữa mã tường tức giận nói bọn chúng muốn diệt khẩu hả nghiêm tà ừ một tiếng ở bãi đậu xe tìm được chiếc phê tần của mình ra hiệu cho hàn tiểu mai lên xe khoan đợi đã anh nghiêm mã tường đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mọi thứ mà bộ vi trải qua đều quá trùng hợp với những gì mà lý vũ hân đã trải qua nhưng vẫn có một điểm hoàn toàn khác biệt nghiêm tà nói điện thoại đúng điện thoại Lý Vũ Hân bị mấy tên bắt cóc mặc đồ đen che mặt hiện tại nhìn lại cách ăn mặc của bọn chúng cũng có dụng ý, bọn chúng giống như nhân chứng, trong nghi thức hành hình vây lại yêu cầu giết chết Hạ Lương, một tên bắt cóc cầm điện thoại vệ tinh áp vào bên tai cô bé, thông qua phương thức này, Ca Bích đã nói chuyện trực tiếp với Lý Vũ Hân. Nhưng trong vụ án của bộ vi lại không có, Ca Bích giống như thần ẩn, sao vậy, từ đầu tới cuối không hề xuất hiện trong vụ án này. Sao thần ẩn, Sunny Kamikakushi ẩn bởi Kami, Kami là từ tiếng nhật tượng trưng cho một vị thần, hoặc tinh thần, cụm từ Kamikakushi có nghĩa bị thần bắt đi, giấu đi. Anh không biết, nghiêm tà ngồi vào ghế lái, kính chiếu hậu phản chiếu đôi lông mày sắc bén cao có của hắn, nhưng anh có cảm giác không thể bỏ qua chi tiết này, nó có thể chính là chiếc chìa khóa mở ra toàn bộ tình tiết mấu chốt của vụ án. Nghiêm tà cúp máy, khởi động xe, hàn tiểu mai ngồi bên ghế phụ rụt rè hỏi, chúng ta, bây giờ chúng ra lập tức trở lại cục thành phố sao, đội phó nghiêm. Không thì sao, nghiêm tà thuận miệng hỏi lại. Nghiêm tà nhạy bén, cô có hẹn, nhìn biểu cảm của hắn, Hàn Tiểu Mai cảm thấy nếu mình dám trả lời phải, dây kế tiếp sẽ bị siết chết trên ghế phụ. Không không, chỉ là sắp tới 7 giờ, em em chúng ta có nên mua cơm tối trước trước. Làm công việc hiện trường đừng tìm bạn trai sớm như vậy, nghiêm tà dạy dỗ cô năm nay mới nhiêu tuổi, 21, 22, thanh niên khỏe mạnh nhanh nhẹn không tranh thủ thời gian mà chuyển lên nhân viên chính thức, nhân lúc còn có thể chạy còn có thể nhảy kiếm thêm mấy cái công lao lớn mang về nâng quân hàm chức vị lên đi, tìm bạn trai làm gì, người có thể để mình dựa vào mãi mãi chính là sự nghiệp và tiền. Hàn Tiểu Mai, mẹ em nói nhân lúc còn trẻ mới dễ tìm. Có tiền có sự nghiệp là cô chọn đàn ông, không có tiền không có sự nghiệp là đàn ông chọn cô, hiểu không? Phê tần như mũi tên quay nhanh hòa vào dòng xe cộ, nước mắt của Hàn Tiểu Mai như sợi mì bay vèo vèo vào không trung. hiểu, nhưng mà em làm gì có đàn ông? Không có là đúng rồi, không có thì về cục thành phố bắt tên họ uông kia lại. Hàn Tiểu Mai yếu ớt nói, nhưng mà, đội phó nghiêm, chúng ta còn chưa ăn cơm tối. Đèn đỏ, nghiêm tà đột nhiên phanh gấp, xiết cho cổ họng Hàn Tiểu Mai thiếu chút nữa phun ra, chỉ thấy hắn đột nhiên giống như giác ngộ, à đúng, bữa tối. Hàn Tiểu Mai lén lút nhìn những quán ăn ngon mọc như nấm ở hai bên đường, ngọn lửa mang tên hy vọng ở trong lòng cháy lên hừng hực, cô nhìn thấy nghiêm tà vội lấy điện thoại ra gọi, alo, lão hồ. Lần trước người nhà nạn nhân có mang hai con gà gô rừng đến cảm ơn anh còn nuôi ở nhà chú đúng không, ừ ừ, đúng đúng, tối nay anh trực không về được, chú bắt hai con chim ngớ ngẩn đó vặt lông, chế biến với bóng cá thượng hạng trong nhà hàng các anh, thêm trần bì, táo đỏ, hoa tì bà, nhót tây, cả thịt và xương trưng cách thủy lên hàn tiểu mai không thể tin được nước miếng chảy ròng ròng sau đó đưa đến nhà tôi nghiêm tà tiếp tục nói có một người họ lục sẽ mở cửa cho anh à đúng rồi đừng cho nhiều muối anh ấy không thể ăn quá mặn hàn tiểu mai nghiêm tà hài lòng cúp máy nước miếng trên mép hàn tiểu mai đều hóa thành nước mắt nghẹn ngào một lúc lâu không thốt nên lời nghiêm tà lúc này mới chú ý tới biểu cảm mếu máo muốn khóc của cô ngạc nhiên nói sao vậy có phải bị tình yêu của anh đối với cố vấn lục làm cho cảm động không hàn tiểu mai cảm thấy đề tài này thật sự nằm ngoài khả năng của cô sao trong bản gốc là siêu đại cương câu hỏi này là siêu đại cương thuật ngữ internet ý chỉ những việc nằm ngoài khả năng nghiêm ta cười thầm trong lòng ân cần dạy dỗ cho nên nói tìm bạn trai thì phải tìm một người như anh đây biết cưng chiều sau đó hắn đạp chân ga phóng vèo vèo hướng tới cục thành phố sao 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 cục thành phố kiến ninh đánh rồi hả sau đó giải quyết thế nào ôi ôi tốt quá các anh em huyện giang dương làm rất tốt đưa cho mẹ lý vũ hân ít tiền để chị ta dẫn các anh đi mua ma túy thuận tiện đi tìm hiểu nguồn gốc chỗ cung ứng ma túy cho chị ta bắt hết lại sau đó còng tay tất cả bọn chúng đưa về kiến ninh ngay trong đêm cho tôi ở đây vừa có một vụ án mạng lớn anh nghiêm của chúng tôi muốn đích thân thẩm nghiêm tà sải bước đi vào phòng làm việc thế nào ai đánh nhau Mã tường cúp điện thoại, đứng lên, anh nghiêm, bình thường, thời điểm mọi người nhàn rỗi, lúc nghiêm tà vào cửa vẫn thường nhận được đãi ngộ các anh em dối rít đứng lên thỉnh an, nhưng lúc trong đội có án lớn thì lại khác, mọi người đều bận rộn, chỉ nghe được tiếng chuông điện thoại, tiếng la hét, tiếng người vội vã chạy qua hành lang. Nghiêm tà đem hai cái túi lớn mì ăn liền, trứng gà kho, xúc xích đặt lên bàn làm việc, mẹ của Lý Vũ Hân nhận tội ban đầu chị ta không chịu nhận là anh cho phép đồn công an đi tìm ba lý vũ hân đến giúp đỡ thẩm vấn kết quả hai vợ chồng đánh nhau ngay trước mặt công an đồn trưởng đồn công an đích thân ra tay kéo ra nghiêm tà vừa pha mì vừa nói thôi đi can ngăn anh còn không biết mấy trò mèo dưới cơ sở vẫn hay làm sao Mã Tường cười hắc hắc tóm lại, hiện tại mẹ của Lý Vũ Hân đã biết điều hơn rồi, em định tối nay để cho trung đội phòng chống ma túy huyện Giang Dương phối hợp bố trí mai phục để bà ta dẫn tới chỗ của bọn buôn ma túy, nhổ hết củ cải ra khỏi bùn, một mẻ hốt gọn tất cả mạng lưới buôn bán ma túy ngầm ở huyện Giang Dương, đám người này với cái tên béo họ Uông kia chắc chắn có liên hệ với nhau, cụ thể thế nào thì phải đợi sau khi anh Nghiêm đây đích thân thẩm vấn mới biết được. Nghiêm Tà xoay người, ngoắc tay, Hàn Tiểu Mai, lại đây. Hàn Tiểu Mai vừa bước vào cửa phòng làm việc, trước mặt là một đống tài liệu lớn, là thông tin của những vụ án liên quan tới ma túy 2 năm trở lại đây mà huyện Giang Dương vừa phép tới, cô đang ngồi xổm kiểm tra cái đống lộn xộn kia, thì được ông chủ cho gọi, lập tức nghiêng ngả chạy tới. Nhìn đi, nhìn đi, nghiêm tà một tay bưng cốc mì, một tay chỉ vào mã tường dậy dỗ cô, nhìn anh tiểu mã của cô mà học tập, nhìn xem người ta làm thế nào thụ lý án mạng, một cô gái vừa mới tốt nghiệp, không suy nghĩ đến việc học thêm kinh nghiệm, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tìm bạn trai mã tường vuốt tóc giống như làm ảo thuật bê bộ mô hình ayanami ray từ trong ngăn kéo ra người giấy em xứng đáng có được tình yêu hàn tiểu mai oan ức không nói nên lời lão nghiêm lão nghiêm tần xuyên bưng cốc mì hùng hổ tông cửa chạy vào nãy tôi đứng ở cửa sổ thấy xe chú đi vào làm gì mà nửa ngày cũng không thấy người đâu rơi xuống nhà xí hà a đù đội các ông có trứng kho cho tôi hai quả anh tần không có trứng cho anh tần hai quả trứng nghiêm tà thuận miệng phân phó hỏi cậu ta chú sao vậy làm gì mà mặt đỏ tía tay lên thế uông hưng nghiệp bỏ trốn giọng của nghiêm tà lập tức cao lên quãng tám cái gì tần xuyên xua xua tay gắng gượng thở gấp một hơi đừng gào đừng gào tôi cũng vừa mới nhận được tin tức mì của tôi còn chưa chín đây này lão cao đội các ông cùng với lão dương đội chúng tôi chia ra sáu tổ dò tìm mang theo ba người chỉ điểm độc lập chỉ để bắt uông hưng nghiệp không biết là tên chỉ điểm nào miệng lớn để lộ tiếng gió thằng cháu này ngay cả thẻ căn cước cũng không kịp lấy đã chạy Tôi đã cho người lập tức thẩm vấn tên chỉ điểm kia, ngoài ra còn tăng thêm ba tổ, chia ra theo dõi mấy chỗ mà lão già họ uông thường xuyên lui tới như phòng vẽ, phòng trưng bày, triển lãm nghệ thuật, tiệm ngâm chân, ngoài ra còn có các loại pháo hữu, sao, chú nhanh chóng gửi thông báo hỗ trợ điều tra, đừng để thằng cháu này chạy ra khỏi kiến ninh. Pháo hữu thuật ngữ Internet, chỉ bạn tình thực hiện hành vi tình dục nhằm đáp ứng nhu cầu thể xác, hiểu nôm na thì là bạn CSC bạn dường phát bắt đi không đợi cậu ta nói hết, nghiêm tà đã bê cốc mì xông ra ngoài, gọi cục phó ngụy cho anh, gọi đến các ga tàu hỏa, bến xe, trạm thu phí đường cao tốc kiến ninh. Khói bụi mù mịt cuồn cuộn, mã tường xách hai quả trứng kho, anh Tần còn ăn trắng nữa không? Ăn ăn ăn, Tần Xuyên lập tức rũi cốc mì tới, người là sát cơm là thép, trứng vẫn phải ăn, sau đó nhét nửa quả trứng gà kho vào miệng, rồi bưng cốc mì đuổi theo nghiêm tà. Sao 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 uông hưng nghiệp cho dù là một tên béo, cũng là một tên béo cực kỳ nhạy bén xảo quyệt như rắn lần cuối cùng gã xuất hiện là ở bệnh viện vào tối qua không biết gã ta đánh hơi được cái gì khác thường từ trong thái độ càng ngày càng bất thường của bộ vi mà sáng nay gã ta đột nhiên liên hệ với những nhà buôn khác ở trên mạng nhanh chóng bán toàn bộ số hàng trắng có trong tay đổi được một số tiền mặt lớn đặt mua một bộ giấy tờ chứng minh thân phận giả buổi tối lúc cảnh sát bắt đầu truy bắt gã mấy cái hang ổ thường trú của gã ở kiến ninh cũng đã người đi lầu trống uông hưng nghiệp thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm tranh và triển lãm nghệ thuật hành tung ở khắp vùng tây nam một khi để gã ta chạy ra khỏi kiến ninh rồi muốn bắt gã lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn Tất cả mọi người nghe rõ cho tôi, gửi thông báo hỗ trợ điều tra đến cho các chốt giao thông và trạm thu phí trên đường cao tốc, chỉ cần phát hiện người khả nghi, lập tức giữ lại kiểm tra ngay tại chỗ. Tối nay mọi người không được về nhà, tổng đài 110, trung tâm chỉ huy, đội cảnh sát giao thông, giám sát an ninh trật tự công cộng, cắt cử 12 tổ thay phiên tìm kiếm cho tôi, luân phiên 4 tiếng một lần, rõ chưa? Rõ, nghiêm tà đứng trong phòng làm việc của đội hình sự, một tay dùng sức ấn vào ấn đường đau âm ỉ của mình, tất cả mọi người xung quanh đều đang bận rộn, đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một ly cà phê nóng hỏi Hàn Tiểu Mai. Ái trà, tinh mắt như vậy từ lúc lúc nào thế, nghiêm tà bất ngờ nhận lấy ly cà phê, còn chưa kịp khen ngợi đôi câu, Hàn Tiểu Mai thành thật mở điện thoại lên, trên màn hình bất ngờ là một phong bao lì xì đến từ WeChat của Cố Vấn Lục. Đêm nay phải làm thêm giờ, cầm lấy mua hai ly cà phê cho cô và đội phó nghiêm của cô đôi mắt thâm thúy của nghiêm tà chớp chớp sắc mặt ửng đỏ đáng ngờ một lúc lâu sau mới cứng rắn bật ra một câu anh ấy quan tâm đến anh là đúng quan tâm cô làm gì hàn tiểu mai thành thật hỏi vậy em trả lại một nửa tiền lì xì kia cho cố vấn lục nha nghiêm tà có chút không biết xấu hổ anh đâu có bảo cô phải trả lại cầm lấy mua chút gì ăn đi cà phê nóng đội phòng chống ma túy ở sát vách vừa kết thúc cuộc họp tần xuyên ngửi được mùi chạy tới trong đội có một cô gái chính là chi kỳ tốt quá tốt quá mau rót cho tôi một nửa Nghiêm tà tức giận nói, cút, tự mua đi, ầy, đừng có keo kiệt như vậy, giờ này Starbucks đều đóng cửa hết rồi, nhanh nhanh nhanh. Tần xuyên lấy cái ly giấy, bất chấp đổ sang nửa cốc cà phê nóng, vui sướng giống như nhặt sinh mệnh mới, còn chủ động rút một điếu thuốc. Chương 72 đầu ngón tay nghiêm tà nhẹ nhàng vén tóc của Giang Đình lên, lông mi của Giang Đình run run, sau đó mơ màng tỉnh lại. Về rồi à, ăn trưa, Giang Đình ngọ nguậy muốn đứng dậy, bị nghiêm tà đè xuống, anh cứ ngủ đi. Hắn đứng lên đi hâm nóng canh, lò vi sóng tinh một tiếng, mùi canh thịt đậm đà ấm áp bay ra. Nghiêm tà không ăn cơm, chỉ uống canh thịt, thịt gà gô rừng hầm vừa như vừa mềm, thơm ngon vô cùng, bỏ thêm bóng cá nên canh vừa đặc lại vừa đậm đà, lớp mỡ trên bề mặt cũng được vớt hết không còn tí nào, tuy bên ngoài không phải đêm đông, thời tiết cũng không lạnh, nhưng nuốt xuống bát canh gà mang theo vị thuốc nóng hổi cũng đủ khiến cho người ta thoải mái từ dạ dày đến tim gan. Sao về trễ thế, Giang Đình nằm trên ghế sofa, dùng cánh tay che mắt, trong giọng nói còn mang theo âm điệu ngái ngủ. Nghiêm tà ngậm một miếng xương nhỏ, thuật lại tường tận vụ án, lại nói, đã phát thông báo hỗ trợ điều tra cho các cấp trật tự an toàn giao thông rồi, bất cứ lúc nào có tình huống đều sẽ báo cáo lên, dạng sáng tôi còn phải tranh thủ thời nhanh chóng quay lại cục thành phố. Ánh đèn bên ghế sofa đã được điều chỉnh đến mức tối nhất nhưng vẫn hơi khó chịu, Giang Đình duỗi tay sờ soạng, móc từ sâu trong sofa lấy ra một chiếc gối dựa phu nhân Tằng Thúy vì mấy cái túi bản giới hạn mua vô số gối trên ghế sofa nhà Nghiêm Tà trồng ít nhất 10 cái thoáng chốc che luôn mặt y. Nghiêm Tà phì một tiếng, nhưng hắn còn chưa kịp dí dỏm đôi câu, đã nghe Giang Đình nói, nói cách khác đám người diệt khẩu Lý Vũ Hân ở huyện Giang Dương có khả năng là do uông hưng nghiệp sai khiến lời thoại vốn là của nghiêm tà bị chặn trở lại đúng khả năng rất cao mấy tên bắt cóc mà lý vũ hân nhìn thấy ở nơi hành hình đều mặc quần áo đen che mặt rất khó nhận dạng diện mạo đặc thù nhưng con bé rất có thể đã từng thông qua người mẹ nghiện ngập của mình gặp mặt uông hưng nghiệp nếu sau khi con bé tới kiến ninh gặp được người chú này của bộ vi chắc chắn sẽ phát hiện được điều bất thường nào đó cho nên uông hưng nghiệp mới cần phải diệt khẩu ngoài ra uông hưng nghiệp làm sao biết được chúng ta đã tra ra manh mối lý vũ hân này gã ta dùng phương thức nào để mua hung giết người những nghi ngờ này tạm thời chưa có đáp án tôi đã cho người tiến hành kiểm soát toàn diện vốn lưu động cùng quan hệ xã hội của uông hưng nghiệp rồi giang đình dựa vào gối dựa im lìm một lúc lẩm bẩm nhưng không có lý do cái gì không có lý do sao gã lại muốn giết tôi Đúng rồi, Phạm Tứ, ngay sau đó hắn lại làm như không có chuyện gì xảy ra từ trong bát canh kẹp lấy một đóa hoa tỳ bạc, không phải anh từng nói Phạm Tứ cùng với đám sát thủ gây tai nạn ở huyện Giang Dương kia rất có thể không cùng một người thuê sao? Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, anh tùy tiện nghe là được. Cho nên anh thừa nhận lúc đó mình nói dối, Giang Đình đem gối tựa nhấc lên một khe hở, từ trong khe hở đó trợn mắt nhìn nghiêm tà, nếu trí nhớ của anh đã tốt như vậy, sao không dùng để ghi nhớ thêm ít nhiều tình tiết vụ án? Nghiêm tà nói, chật vẫn còn cứng miệng gớm, quả nhiên sau khi tiến dần từng bước thì tự tin hẳn, sao cái lần gặp nhau ở cây KTV của Dương Mỹ Anh lại ngoan ngoãn dịu dàng như vậy. Giang Đình bật cười, đừng có huyên thuyên, nói chuyện nghiêm túc nghiêm tà uống nốt ngụm canh cuối cùng, đứng dậy rửa bát, rửa tay đánh răng, trong tiếng nước chảy rào rào cất giọng nói, trước đây, khi bộ vi chưa chịu khai nhận, tôi cảm thấy điểm bắt bóng bắt gió kia không thể dùng làm bằng chứng để điều tra uông hưng nghiệp, vì lẽ đó manh mối hiện tại mà chúng ta nắm giữ quá ít tạm thời không thể đưa ra phán đoán chính xác. Đợi ngày mai phối hợp với đội điều tra kỹ thuật tìm ra gốc gác của Uông Hưng Nghiệp, chúng ta mới biết được ông ta rốt cuộc đóng vai trò gì trong tập đoàn buôn bán ma túy của Cabic và rốt cuộc có liên hệ gì với Phạm Tứ tóm lại là anh nên tiếp tục biết điều đợi ở đây tốt nhất đừng ra ngoài đi dạo một mình muốn đi dạo thì nhất định phải lái xe của tôi nghiêm tà vẫy vẫy tay quay lại phòng khách nói mặc kệ kẻ mua hung giết người có phải uông hưng nghiệp hay không ở trên địa bàn kiến ninh loại nhân vật kia còn chưa đủ đẳng cấp để trêu chọc tôi thêm một tầng đảm bảo nhiều thêm một phần an toàn giang đình ờ uh, một tiếng đầu nặng gốc nhẹ bật dậy ang đờ nát định về phòng ngủ đi ngủ không nghĩ tới còn chưa đứng dậy đột nhiên bị nghiêm tà khom lưng lao tới vác cả người lên này bị nghiêm tà vác đi như vác cái bao tải từ phòng khách đi qua hành lang vác theo anh một mạch đi về phòng ngủ chính phịch một tiếng ném lên giường lớn sau đó cả người phủ lên người anh trong phòng ngủ không bật đèn chỉ có ánh sáng mờ mờ từ phòng khách chiếu vào giang đình còn chưa kịp tỉnh táo lại sau cú ngã choáng váng kia đã bị thân hình cường tráng của nghiêm tà đè lên giống như một cái đầu báo hoang dại ấm áp vừa dày vừa nặng hơi thở nóng bỏng phun vào cổ áo choàng tắm đã hơn nửa đêm, anh, suyệt, ngón tay nghiêm tà từ chán Giang Đình từ từ trượt xuống khóe mắt, cánh mũi, gò má cùng bên cổ, hắn giống như đang miêu tả một tác phẩm nghệ thuật yêu thích, dùng xúc giác đi cảm thụ, dùng nhiệt độ tới tôn sùng, ngón trỏ cùng đầu ngón giữa mang theo hơi thở nhiều năm phong đao xương kiếm cẩn thận vòng quanh khóe miệng, nhưng Thủy Trung vẫn không chân chính chạm vào. Phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh, tựa như dòng nước ngầm mãnh liệt dưới đáy sông, bề ngoài chỉ có hơi thở dây dưa cùng một chỗ, mơ hồ lộ ra chút mánh khóe, Nghiêm Tà cúi đầu lại gần hơn, hỏi tôi có thể hôn anh không? Giang Đình không lên tiếng, Nghiêm Tà giống như mắc phải bệnh phong độ lịch sự của quý ông, nhất định phải lấy được sự đồng ý của đối phương, tôi có thể hôn em không? Hỏi em đó, này. Trong ánh sáng lờ mờ, hai đôi mắt đối diện nhìn nhau ở khoảng cách gần cũng lóe ra một tầng ánh sáng nhạt, Giang Đình nhìn đi chỗ khác, cuối cùng nhả ra hai chữ, không được nghiêm tà lập tức nói vậy tôi đi đây tuy nói như vậy nhưng hắn cũng không đi thậm chí tầm mắt cũng không rời đi giống như đang chờ đợi điều gì đó nhiệt độ hừng hực trên cơ thể của hai người sưởi ấm lẫn nhau cách một tầng vải mềm mỏng ngay cả xúc cảm của da thịt cũng có thể phân biệt được rõ ràng giang đình không được tự nhiên xê dịch một chút phạm vi cực kỳ nhỏ không đáng kể nhưng lập tức bị nghiêm tà bắt được tôi đi thật đây sau đó hắn vẫn không động đậy giang đình rốt cuộc từ bỏ hôn thì hôn Lời còn chưa dứt, nghiêm tà đã cúi đầu xuống hôn một cái, ngọt ngào giống như thứ vừa rồi hắn uống không phải canh, mà là một bát mật ong. Màn đêm mờ mịt che giấu hết thảy, tựa như làm gì cũng đều được cho phép, vực sâu biến hóa ra tiếng hát mê người, dụ dỗ người đi đường buông xuống hiện thực lạnh lẽo, tranh nhau lao về phía giấc mơ vừa êm ái lại vừa ngọt ngào, điên đảo xa ngã chìm đắm vào đó. Nghiêm tà ậm ờ, nói, tôi có thể thi triển một chút chức năng thận yêu Việt của tôi với anh không? Không được, tay nghiêm tà di chuyển, bị Giang Đình bắt lấy, bực bội nói, không được. Thân thể nghiêm tà căng thẳng chốc lát, lý trí kịch liệt đấu tranh giống như đu dây thép, thật lâu sau rốt cuộc thả lòng, hai, anh nói không được thì thôi vậy. Hắn dứt khoát sảng khoái như vậy, ngược lại lại khiến Giang Đình hơi sừng sốt. Anh muốn thế nào thì thế đó, nghiêm tà cúi đầu ghé bên lỗ tai Giang Đình, tôi thích anh như vậy, tất nhiên là hy vọng anh vui vẻ. Tôi thích anh như vậy, tựa như một viên đạn đại bác lặng lẽ nổ tung trong hư không, máu huyết bị nhịp tim kịch liệt ép vào tứ chi bách hài, ngay cả màng nhĩ cũng bị tiếng nổ làm cho chấn động thật lâu. Giang Đình không nói gì, nghiêm tà cũng không đòi hỏi phải đáp lại, hai người cứ dán chặt vào nhau như vậy, sự thân mật khó tả cùng tình cảm quanh co khúc khỉu chậm rãi dâng cao, quanh quần lượn lờ theo con sông tối tăm trong phòng ngủ. Anh cười cái gì, đột nhiên Giang Đình nhẹ nhàng hỏi, cười chính mình, cười chính anh cái gì, nghiêm tà đưa tay sờ soạn tóc của Giang Đình, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy giái tai của Y Vân về chơi đùa một lúc, mới thỏa mãn nói, hôm nay tôi nói với con nhóc Hàn Tiểu Mai kia, có tiền có sự nghiệp mới có sức mạnh, như vậy lúc tìm kiếm đối tượng mình mới là người lựa chọn người khác mà không phải là người khác chọn mình. Nhưng hiện tại tôi đột nhiên lại cảm thấy, ngay cả khi tôi có tiền có sự nghiệp, gặp được người mình thích, thì tôi vẫn phải ngoan ngoãn chờ bị chọn. Hắn dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu, nhưng bị chọn vẫn rất vui vẻ nghiêm tà cười đứng dậy đi vào phòng tắm một lát sau truyền ra tiếng nước chảy rào rào mất đi nhiệt độ cơ thể của hắn nửa ga giường bên cạnh dần dần nguội lạnh nhưng giang đình không nhúc nhích anh biết mình nên đứng dậy quay lại phòng ngủ cách vách nhưng không hiểu tại sao lại không có động lực toàn thân trên dưới mỗi một lỗ chân lông đều toát ra hơi thở lười biếng chỉ nhìn khoảng không hư ảo đầu óc trống rỗng Đối với anh mà nói, điều này thực sự rất hiếm thấy, bất cứ lúc nào trong đầu anh cũng có rất nhiều sự việc, những suy luận rắc rối phức tạp cùng đủ loại quan hệ vi diệu, giống như một bàn cờ vây khổng lồ vô hình. Nhưng bây giờ Nghiêm Tà đã cưỡng ép đem bàn cờ thanh lọc sạch sẽ. Hắn vừa có phong cách nhanh nhẹn vừa ngang ngược vô lý, vừa anh tuấn phóng khoáng lại vừa không có ý tốt khi hắn cười lên, khóe miệng như chứa vô số ý nghĩ xấu xa cùng không đứng đắn, nhưng trong hành động lại vững vàng đáng tin cậy, vĩnh viễn không bao giờ phạm sai lầm. Giang Đình nhắm mắt lại, trong mê man hiện ra vô số bóng người giống hệt nhau dạng sáng ngồi dưới ánh đèn ngủ xì sụp uống canh, dưới đáy sông bên ngoài buồng xe làm việc nghĩa không từ nan, Cherokee nhấp nháy đèn cảnh sát từ trên cầu vượt chạy như bay tới. Thậm chí là rất lâu trước kia khi mới vừa rút lui khỏi hiện trường, nghiêm tà trẻ tuổi bị mấy người đỡ đến xe chỉ huy, trên mặt đầy máu nhưng lại chẳng hề có một tia bối rối, nhanh nhẹn dũng cảm giống như một thanh kiếm sắc bén sát khí chưa tan tiếng nước chảy ngừng lại nệm hơi lún xuống giang đình mở mắt ra liếc một cái nghiêm tà bò lên giường từ trên cao nhìn anh giọt nước trên bả vai còn chưa hoàn toàn lau khô đừng đi nghiêm tà thì thầm để tôi ôm anh ngủ ba giây không phản đối thì tôi coi như anh đồng ý rồi nhé giang đình còn chưa có ý định nói gì nghiêm tà đã cúi đầu xuống nụ hôn mang theo mùi kem đánh răng bạc hà kéo dài thật lâu lúc môi lưỡi tách ra hắn khẽ ngẩng đầu lên đôi mắt sáng lấp lánh hai người nhìn nhau một lúc nghiêm tà cười nói anh đồng ý hắn dứt khoát xuống giường đi tắt đèn đóng cửa phòng ngủ lại rèm cửa sổ màu vàng nhạt vừa dày vừa nặng che đi ánh đèn của thành phố màn đêm nhu hòa cẩn thận bảo vệ một phần không gian vừa thân mật vừa thầm kín nghiêm tà quay lại giường nằm sóng đôi bên người giang đình im lặng rũ chăn điều hòa ra đắp lên đùi hai người một tay ôm eo giang đình từ phía sau vừa chạm gối lại đột nhiên nhớ ra gì đó ngẩng đầu hôn một cái lên tóc mai người bên gối ngủ ngon đêm giữa hè trời sao rực rỡ xa xa ánh đèn xe chạy trên đường xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu ra một bóng mờ trên trần nhà dây lát rồi biến mất giống như cá từ trong lòng sông đột nhiên vẫy đuôi rồi vụt qua giang đình nằm im trên giường lớn chóp mũi phảng phất mùi nắng chưa tan hết của bao gối bên tai là tiếng hô hấp dần dần bình tĩnh kéo dài của nghiêm tà tựa như chìm vào giấc ngủ say an ổn anh mở mắt nhìn phân tử không khí nhảy nhót trong bóng tối cuối cùng nhẹ nhàng đáp lại ngủ ngon Chương 73 sáng hôm sau, ánh nắng tràn vào phòng ngủ qua khe hở cửa sổ. Điện thoại di động đầu giường đột nhiên đổ chuông, toàn thân Nghiêm Tà như bị điện giật run bắn lên, bật phát người dậy, Tần Xuyên. Giây tiếp theo, bên tai vang lên giọng nói âm u tĩnh mịch, giống như âm thanh của ma quỷ từ trong tivi bò ra lúc nửa đêm canh ba của Tần Xuyên, ông nhìn xem mấy giờ rồi. Nghiêm Tà dụi đôi mắt ngái ngủ của mình sợ mất hồn mất vía nhìn vào cái đồng hồ báo thức đang nhúc nhích đến 8 rưỡi ở đầu giường. Tối hôm qua chúng ta đã thống nhất thế nào, hạt tần xuyên giống như oán phụ bị lạnh nhạt trong khuê phòng suốt đêm, oán niệm gần như muốn hóa thành thực thể bỏ qua tín hiệu điện thoại, thằng khốn nạn nào đồng ý 7 giờ sáng đến đón tôi. Thằng nào giả mù sa mưa dặn dò nói có chuyện gì thì lập tức gọi điện, tối hôm qua cô giáo Hatano Yui lại gõ cửa phòng ông đúng không, lan lộn tiêu dao sung sướng trong ổ chăn của người đẹp nào, quên tần bảo xuyến, sao, 18 năm đau khổ trông giữ căn nhà hầm lạnh lẽo rồi sao. Sao, lão tần ví mình như vương bảo xuyến, mòn mỏi đợi chồng đi chinh chiến xa trường 18 năm trong căn nhà hầm lạnh lẽo. Giang đình mơ màng chờ mình, nghiêm tà lập tức che miệng nói nhỏ, ơ kìa, xem chú nói kìa, anh đây sao có thể là loại người như vậy? Ông không phải, hai người cách điện thoại mắt lớn chừng mắt nhỏ, sau vài giây rằng co, nghiêm tà tự biết mình đối lý nhận thua, tôi chính là người như vậy. Nếu tần xuyên ở đây, lúc này chắc chắn đã nhào tới liều mạng. Được rồi được rồi, anh đây mời chú một tuần cơm còn không được sao? Là lỗi của tôi, lỗi của tôi, nhưng đáng ra 6 rưỡi là ông phải gọi cho tôi chứ. Vậy thì tôi cũng đâu có mắc phải sai lầm vứt bỏ đồng chí cách mạng, chẳng lẽ đồng chí cách mạng không nên gánh một nửa trách nhiệm, sao có thể chỉ trách một mình tôi được? Có một con buôn ẩn núp nửa năm nay sáng nay đột nhiên lock in, tôi ở đội phòng chống ma túy bận bịu đến bây giờ, Tần Xuyên tức giận nói, tim của tôi đau quá, chuẩn bị đột tử rồi, tôi chết rồi thì hạnh phúc của những người phụ nữ trẻ tuổi độc thân ở thành phố kiến ninh rộng lớn này phải làm sao, ông còn không nhanh chóng tới thay ca cho tôi. Nghiêm tà vừa lật người xuống giường vừa luôn miệng trả lời, tôi dậy đây tôi thật sự dậy rồi đây, đội trưởng phương của các ông đâu, không phải sáng nay anh ta trực hả. Ai mà biết đội trưởng Phương ở đâu, vết thương cũ của anh ấy cứ ba ngày hai lần tái phát, mỗi lần tái phát thì tìm khắp trốn cũng không thấy người nhanh lên, trong vòng nửa tiếng nữa mà không có mặt ở cục thành phố, thì ông sẽ vĩnh viễn mất đi tần bảo xuyến của ông. Dục tần xuyên hung hăng cúp điện thoại, nghiêm tà đặt điện thoại di động xuống, hồn nhiên coi như cuộc điện thoại này chưa từng xảy ra, lần nữa xoay người lên giường ôm lấy Giang Đình, chôn mặt vào cổ anh cọ cọ, đồng thời rên rỉ một tiếng giang đình thiếu máu tinh thần kém rất khó lập tức khôi phục sự tỉnh táo từ trong trạng thái ngủ mơ màng bị cọn nửa ngày cuối cùng uể oải rên rỉ hai chữ nghiêm tà tuy chỉ là một cái tên lại khiến cho nghiêm tà đang ở trong trạng thái kích động tim đập càng nhanh hơn mơ hồ trả lời ừm nếu anh cứ tiếp tục cọ vào người tôi tôi sẽ động tác của nghiêm tà hơi ngừng lại nhưng mà giang đình tôi sẽ nửa ngày cũng không nói thêm gì nghiêm tà đợi một lúc lâu rốt cuộc không nhịn được hỏi anh định thế nào Suy nghĩ lại thì đúng là không có gì có thể uy hiếp được anh, đánh cũng đánh không lại, Giang Đình chờ mình, hé nửa mắt ra, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể dọn về chỗ của Dương Mỹ. Thân thể dũng mãnh của nghiêm tà nhất thời chấn động, hoa cúc thắt lại, lập tức ngoan ngoãn cục đuôi vọt vào phòng tắm. 15 phút sau, cái máy nướng bánh bên cạnh bàn ăn bật ra hai lát bánh mì, Giang Đình ung dung thong thả cầm lên một lát, cẩn thận quét mayonnaise và rút thịt lên, gặp lại đưa cho nghiêm tà người vừa rửa mặt thay quần áo xong, đang đứng đeo đồng hồ sao anh không tính phí đồ ăn vào tài khoản của tôi nghiêm tà nghi ngờ hỏi đây là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thất bại trong những lần coi mắt trước đây của nghiêm tà nghi thần nghi quỷ đối với những chi tiết nhỏ mà người bình thường không chú ý tới còn hay đặt câu hỏi đặc biệt phiền phức giang đình nhấc mí mắt lên liếc hắn nói dương mị không phải anh nói coi một người vừa có gia đình như anh còn dây dưa tài chính không rõ với dương mị là có ý gì giữa hai người rốt cuộc có quan hệ gì Cựu cảnh sát cùng cựu mật thám, còn nữa, chúng ta không phải gọi là gia đình. Vậy cũng không thể dây dưa tài chính không rõ với một mật thám, đúng không? Giang Đình đưa bánh mì đến bên miệng, nhưng không ăn, cuối cùng thở dài nói, trên lý thuyết, tôi sở hữu 25% cổ phần của KTV bất dạ cung, là mấy năm trước phòng ngừa bất chắc tiến hành đầu tư, tất nhiên, KTV có thể phát triển như bây giờ chủ yếu là do công lao của Dương Mị, vì vậy tôi chỉ nhận một ít hoa hồng tượng trưng cơ bản không được nhận phần hoa hồng kia, có cái gì tốt mà nhận, lần sau muốn mua đồ ăn quần áo túi sách thì lấy tiền trong ngăn kéo, biết chưa? Biết rồi biết rồi, Giang Đình đáp qua loa lấy lệ, anh đi làm đi, có vụ án nhớ liên lạc. Nghiêm tà cách không hướng về phía anh uy hiếp một chút, sau đó vội vàng đi giải cứu tần bảo xuyến 18 năm đau khổ trông coi căn hầm lạnh lẽo. Sáng sớm giờ cao điểm trên đường quốc lộ, ngoài cửa xe rộn ràng tất cả đều là xe, nhạc chuông bluetooth bên trong buồng xe thay nhau vang lên đội phó nghiêm, đội phó nghiêm, kết quả kiểm tra camera giám sát an ninh trật tự công cộng của ga tàu hỏa Kiến Ninh vào tối hôm qua đã gửi cho đội kỹ thuật chủ nhiệm Hoàng Bảo em gọi điện thoại nhắc nhở anh. Anh nghiêm, ôi cuối cùng cũng kết nối được với anh nghiêm, đã có kết quả tra hỏi của các bến xe khách lớn và các công ty cho thuê xe tư nhân, đợi lát nữa sau khi anh tới cục thành phố alo, đội phó nghiêm, có kết quả điều tra kinh tế từ các ngân hàng rồi, tất cả các hóa đơn chứng từ vốn cổ phần cùng với vốn lưu động trong nửa năm dưới danh nghĩa uông hưng nghiệp, đội phó nghiêm, anh nhanh đến xem đi. Chỉ cần vụ án có tiến triển, thì điện thoại của nghiêm tà sẽ không được nghỉ ngơi, giống như thẻ bài xanh của tam cung lục viện được trình lên cho hoàng đế lựa chọn, đủ loại mỹ nữ đổ xô xông tới tranh nhau thỉnh an, hận không thể kéo cánh tay của bệ hạ lôi tuốt vào khuê phòng của mình. Biết làm sao được, hoàng đế nghiêm dù có lòng cưng chiều hậu cung, lại bị giờ cao điểm sáng sớm chặn lại giữa đường, còn vì không ngừng nghe điện thoại bỏ lỡ mất mấy cơ hội vượt xe, chờ mắt nhìn thời gian bỏ qua 9 rưỡi, bình thường đi làm rất thuận tiện, hiện tại cục thành phố vẫn còn cách núi nắm biển, xa xa vô định. Đột nhiên một cú điện thoại nữa lại vang lên, nghiêm tài nhìn tên hiển thị trên màn hình là Trương Quan Diệu. Tên nhóc họ Trương này vì trải qua giây phút sinh tử trong vụ xe cảnh sát rơi xuống sông huyện Giang Dương. Lại bị thương do súng bắn, sau khi quay lại kiến Ninh trở thành hình nhân màu đỏ nhất cử nhất động đều được mọi người ân cần hỏi han. Cậu ta muốn đạt được bằng khen hạng 3 cá nhân đầu tiên trong kiếp sống chuyên nghiệp của mình, vì vậy mấy ngày này cậu ta toàn thân từ trên xuống dưới đều năng nổ 10 phần, giống như chảy trong huyết quản đều là Red Bull, sáng nay vừa tiếp nhận ca đêm của Mã Tường, đã treo cánh tay chạy đi điều tra tài sản cá nhân của Uông Hưng Nghiệp vui sướng đến mức ai cũng không cản lại được. Alo, đội phó nghiêm, tiếng la hét của tiểu trương không ngừng vang lên giữa tiếng còi xe, sáng nay bọn em đã lục soát nơi ở cùng, phòng tranh nguồn hòa, dưới danh nghĩa của uông hưng nghiệp, không phát hiện được manh mối đáng ngờ nào, đã niêm phong máy vi tính, máy tính bảng, cùng với các loại giấy tờ khác gửi cho đội kỹ thuật rồi, hiện tại anh đang ở cục thành phố sao. Xe phía trước bật đèn hậu màu đỏ, nghiêm tà bất đắc dĩ đạp phanh, châm điếu thuốc, không có, nhất định phải đợi anh đến xem đấy. Vậy anh khoan hãng đến cục thành phố, tới chỗ bọn em trước đi. Sao thế? Đầu bên kia điện thoại, Trương Quan Diệu đang ngồi xổm ở chỗ rẽ tầng lầu ủy ban khu dân cư, nghiêng đầu sang bên bà vai bị đang treo kẹp lấy điện thoại di động, tay kia thì giơ một tấm danh thiếp cũ điều chỉnh ra chỗ ánh sáng. Bọn em tìm thấy nửa hộp danh thiếp cũ ở trong góc ngăn kéo nhà Uông Hưng Nghiệp có lẽ được in cách đây mấy năm, phía trên là địa chỉ công ty phòng tranh Nguẩn Hòa nhưng không khớp với địa chỉ hiện tại là phòng 345, tòa 02, khu 09, trung cư Hồ Phách, thành phố Kiến Ninh, hẳn là công ty mới di rời. Em lập tức liên hệ với đồn công an ở khu vực chung cư Hồ Phách để xác minh tình huống, kết quả tra ra được chủ hộ ở phòng 346, tòa 2, khu 9 tên là Duẫn Hồng Lan, là một bà lão hơn 90 tuổi neo đơn không nơi nương tựa, hiện đang ở viện dưỡng lão. Đèn xanh, xe phía trước chậm rãi nhích lên, Nghiêm Tà đang đắm chìm trong vụ án, nhất thời không nhớ đạp cần ga, một bà lão quá phụ tự mình làm chủ cho thuê phòng khả năng không lớn, giữa Duẫn Hồng Lan và Uông Hưng Nghiệp có phải có mối quan hệ họ hàng thân thuộc gì không? Bíp bíp, xe phía sau tức giận bóp còi chính xác, tiểu trương hưng phấn, nói, em bảo người của Ủy ban khu dân cư lục lọi trong đống giấy luận nửa ngày tìm tư liệu, về cơ bản có thể khẳng định, Duẫn Hồng Lan là cô họ của mẹ Uông Hưng Nghiệp. Nghiêm tà bật si nhan đổi làn đường, đón lấy vô số tiếng mắng cha chửi mẹ như mưa bom bão đạn, hắn bất chấp lái về khu chung cư hổ phách. Lập tức liên hệ với phía bất động sản kiểm tra hóa đơn tiền điện tiền nước phòng 346, tòa 2, khu 9, nếu Uông Hưng Nghiệp vẫn còn sử dụng nơi này như cứ điểm ẩn nấp, vậy thì gã ta cũng phải dùng điện nước, nhưng lượng dùng không nhiều, hơn nữa, do không nấu cơm nên lượng ga được sử dụng gần như bằng không. Chú Khoan trở về cục thành phố, cứ ở chung cư hổ phách chờ anh, 20 phút nữa anh có mặt. Trung cư Hồ Phách thuộc về lô đầu tiên trong dự án khu nhà ở cao cấp của thành phố Kiến Ninh, điều này cho thấy tình trạng kinh tế năm đó của bà Lão Duẫn Hồng Lan cũng không tệ. Tuy nhiên, trong vòng hai thập kỷ trở lại đây, nền kinh tế của thành phố Kiến Ninh đã có những bước tiến nhảy vọt như măng mọc sau mưa, toàn thành phố đã khởi công xây dựng lên rất nhiều chung cư cao cấp sang trọng, có mấy chỗ là ba ruột hắn nghiêm quang đầu tư. Năm xưa, khu chung cư hổ phách khiến người người ca ngợi dưới cuộc tranh kỳ đấu diễm của đông đảo nhà phát triển bất động sản, dần dần bị nền kinh tế thị trường lãng quên đào thải, cho đến hôm nay đã biến thành hoàng hoa của ngày hôm qua. Ngay cả chỗ quy hoạch đậu xe cũng có vấn đề, nghiêm tà cắn răng cưỡng ép lái với tần chen vào giữa chiếc cherry QQ và một chiếc zin bay bánh mì, đến cửa xe cũng không thể mở ra hết, nghiến răng nín thở hóp bụng xuống xe, giọng nói của tiểu trương vang lên trên đỉnh đầu, anh nghiêm. Bên này bên này. Tới đây, lúc này WeChat tinh một tiếng, tần xuyên gửi tin nhắn tới, người đâu? Nghiêm tà nghĩ thầm chết mẹ rồi, vậy mà quên luôn cậu ta, vừa định trả lời, tần xuyên đã lại gửi tới một tin. Bình quý, sao, đừng quay về nữa, tôi thấy lão hoàng ở cách vách không tệ, đã thu dọn tới nhà anh ta tái giá, mong anh với công chúa của anh bên nhau sống thật tốt. Sao, bình quý tiết bình quý, chồng của vương bảo xuyến. Nghiêm tà nhấn nút thoại, chân thành tha thiết nói, xuyến, là phu quân có lỗi với nàng, a xuyến, chúc nàng hạnh phúc, sau đó cất điện thoại vào túi quần, ba bước thành hai đi vào hành lang. Chính là ở đây, mấy tên cảnh sát hình sự vây quanh hàng lang tầng ba, trương quan diệu treo cánh tay, chỉ vào một cánh cửa sắt loang lổ, không có văn bản cho thuê, không có lượng tiêu thụ khí ga, hóa đơn điện nước được thanh toán định kỳ từ trong tài khoản của bà lão Duẫn Hồng Lan. Em vừa để cho người của Ủy ban khu dân cư gõ cửa nửa ngày, cũng không có ai trả lời, bọn em đang định đạp cửa xông vào. Bà bác của Ủy ban khu dân cư đứng bên cạnh liên tục gật đầu. Nghiêm tà quan sát ổ khóa kia trong chốc lát nói, ầy, đạp cửa bạo lực như thế, nhỡ may vừa quay đi lại bị người ta khiếu nại thì biết làm sao. Vậy anh nói phải làm sao, Tiểu Trương hỏi được một nửa thì im bặt vì cậu nhìn thấy nghiêm tà từ trong túi quần lôi ra mấy cái kẹp tóc đã chuẩn bị từ trước, ngồi xổm xuống bắt đầu trọt vào ổ khóa, động tác vô cùng điêu luyện. Tất cả mọi người, bác gái, vị đội trưởng này của các cậu thật có năng lực, chật, lớn lên trẻ trung đẹp trai dáng dấp cũng ưa nhìn. Bao nhiêu tuổi rồi, có người yêu chưa, gia đình có mấy căn hộ, muốn tìm cô gái kiểu như thế nào? Tiểu khu chúng tôi có cô gái 18 tuổi chưa lập gia đình, đẹp tính đẹp nết đồng chí nhanh cho tôi số điện thoại nghiêm tà tập trung tinh thần một câu tôi có người yêu rồi còn chưa ra khỏi miệng cái tên nhóc tiểu trương đã cười ha hả nói chưa có đâu đội trưởng của chúng tôi còn độc thân nghiêm tà nghĩ thầm đợi anh đây mở khóa xong sẽ dạy dỗ lại chú trong nhà có tiền không biết chính là không tìm được tiểu trương đặc biệt nhiệt tình nói nếu đội phó nghiêm có bản lĩnh cậy cửa trái tim phụ nữ như cậy cửa nhà tội phạm thì bây giờ hậu cung cũng đã sớm mở ra rồi Lạch cạch cánh cửa sắt mở ra, nghiêm tà quay đầu lại, vỗ vỗ vai tiểu trương. Khen thưởng cá nhân hạng ba của chú theo gió bay đi rồi. Tiểu trương, cửa gỗ vừa mở ra, mùi ẩm mốc cùng mùi cũ kỹ bao trùm trong bụi bặm đập vào mặt. Khụ khụ khụ, nghiêm tà mang bao giày, cẩn thận bước vào phòng, ra hiệu cho thủ hạ kéo dây cảnh giới, lại đè khẩu súng mà viên cảnh sát vừa rút ra, thông báo cho đội kỹ thuật. Bên trong phòng khách nhỏ hẹp của căn nhà kiểu cũ đặt một bàn ăn vuông vức bằng gỗ, khăn trải bàn được phủ ni lông, phía trên khăn trải bàn có ép kính. Trên bàn đặt một bộ dụng cụ thí nghiệm gồm, lọ thủy tinh, thiết bị lọc cùng với ống hút, giấy bạc, trong bình lọc còn sót lại một ít nước đục ngầu. Tường bong chóc nền gạch nứt toác khung cửa sổ bằng gỗ đã sớm biến dạng, hoen dỉ, trong không khí nồng nặc mùi dung dịch ammoniac. Thất nhạc viên của một phần tử nghiện ma túy điển hình. Nghiêm tài yêu cầu mọi người vây quanh dây cảnh giới, ở hành lang nhỏ hẹp đợi đội kỹ thuật tới, còn mình thì mang bao tay vật chứng, lục lọi từ phòng khách tới phòng ngủ nói là phòng ngủ, nhưng rõ ràng Uông Hưng Nghiệp không qua đêm ở đây, một chiếc giường mây đã có lịch sử, trên giường không có ga trải trường, tủ quần áo kiểu cũ, một chiếc máy may phủ vải xanh, trong mỗi góc nhà đều chất đống giường gỗ. Nghiêm tà đứng giữa phòng đảo mắt nhìn xung quanh, kéo ống quần quỳ trên sàn nhà đầy bụi bặm cũng không đếm xỉa đến chiếc quần tây có tiền có phong cách được đặt may riêng của mình, trở tay lục lọi một hồi phía sau ván giường, đúng như dự đoán ở nơi mép giường tìm thấy một vật cứng bị keo dán rán sát vào. Vật kia có hình vuông, kích thước bằng một tờ tiền, bề mặt có từng cục từng cục lồi ra, nghiêm tà cách cái bao tay cảm nhận một lát, trong lòng hiểu rõ. Đó là những viên thuốc được bọc lại, hắn không động đến túi ma túy này, chỉ mở cái hộp điều tra hiện trường thả một cái mũi tên màu đỏ trên mặt đất để đánh dấu, sau đó đứng lên, lần lượt mở từng cái dương gỗ cùng với mấy cái ngăn kéo của tủ đứng năm ngăn ra. Chương 74 Anh Nghiêm, Anh Nghiêm, đội kỹ thuật tới rồi. Trong căn phòng cũ ký mốc meo, nghiêm tà đột nhiên hoàn hồn. Trong trước mắt đó, hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì, nhanh chóng nhét tấm ảnh của Giang Đình vào trước ngực rồi đứng dậy, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Hoàng Hưng đeo bao chân màu lam dẫn theo mấy nhân viên khám nghiệm hiện trường vết chui vào phòng. Ê, lão nghiêm, có phát hiện gì không? Hoàng Hưng không chú ý đến sự khác thường thoáng qua trên mặt nghiêm tà, hất cầm chỉ vào ký hiệu mũi tên màu đỏ trên đất, hỏi, đó là cái gì? À, ma túy tổng hợp được dán bằng keo dán, bảo bọn họ chú ý lật toàn bộ ga giường lên thu thập chứng cứ, chắc là có vân tay, nghiêm tà quay người lắc cuốn sổ ghi chép trước mặt Hoàng Hưng, vừa rồi em đang xem cái này. Đây là gì, Hoàng Hưng nhận lấy nhìn qua, lập tức đù, một tiếng. Tên béo Uông Hưng nhậm này chắc là một con buôn, rất có thể lão đang lợi dụng đường dây buôn bán ma túy để siêu tập những cô bé có đặc điểm phù hợp với điều kiện của bọn bắt cóc. Những cô bé này vô cùng tươi sáng này có chung đặc điểm, đều từ 13 đến 16 tuổi lớn lên xinh đẹp, hõm vai phải của Lý Vũ Hân và Bộ Vi đều có một nốt ruồi son. Nếu chúng ta kết hợp họ đằng, nốt ruồi son, 16 tuổi cùng thời gian mất tích làm manh mối tổng hợp, hẳn là có hy vọng tìm được nạn nhân đầu tiên. Hoàng Hưng lật xem ảnh của ba cô gái nhỏ hết lần này đến lần khác, không thể tin được nói, cách thức thì anh hiểu, nhưng mục đích là gì, nói là bắt cóc lại không phải vì tiền, chẳng lẽ thuần túy chỉ là vì thú vui biến thái mí mắt nghiêm tà khẽ giật giật lộ ra nụ cười khẩy rất khó chú ý tới nếu không quan sát kỹ chúng ta không cần phải hiểu rõ suy nghĩ của một kẻ điên biến thái nếu thực sự muốn biết chờ bắt được tên tội phạm sau đó thẩm vấn kỹ lưỡng là được hoàng hưng như có điều suy nghĩ gật đầu nghiêm tà rút lại cuốn sổ ghi chép bỏ vào túi vật chứng lúc này tiểu trương từ ngoài cửa ló đầu vào anh nghiêm anh cao hỏi lúc nào anh xong việc ở đây sau khi xong việc có quay về cục thành phố không có chuyện gì à đồn công an huyện giang dương dùng mẹ của lý vũ hân làm mồi câu tối qua hành động suốt đêm bắt được mấy con buôn bán lẻ hiện tại đã đưa đến cục thành phố không biết có cần đợi anh về thẩm vấn không nghiêm tà vội vàng đóng túi vật chứng đựng sổ ghi chép lại nói với lão cao đợi anh về sao 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 cục thành phố kiến ninh nghiêm tà nhanh chóng đẩy cánh cửa căn phòng nhỏ bên ngoài phòng thẩm vấn ra nhân viên kỹ thuật lập tức lên tiếng chào hỏi đội phó nghiêm anh đến rồi đã lên sàn diễn rồi, nghiêm tài nhận lấy tai nghe Bluetooth nhân viên kỹ thuật đưa tới, vừa đeo vừa hỏi. Xuyên qua mặt kính có thể nhìn thấy tình hình bên trong phòng thẩm vấn, Cao Phán Thanh cùng một tên cảnh sát nhân dân khác chịu trách nhiệm ghi chép đang ngồi trước bàn sắt, trên ghế thẩm vấn là một gã thanh niên mặt mũi ỉu xìu tay bị còng, ngoại hình trông khá non nớt, mặc một chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình lộ ra hình xăm dưới hai cánh tay, tóc tai thì đông một nhúm nhuộm màu xám cho tay một nhúm nhuộm màu tím lạnh. Chưa đâu, anh Cao chỉ chạy phần mở đầu chương trình thôi, còn nội dung thì đang chờ anh quay lại, nhân viên kỹ thuật ấn micro, alo, anh Cao, đội phó nghiêm đã tới, bắt đầu đi. Cao phán thanh gật đầu một cái, chuyển hướng sang tên thanh niên xăm cánh tay, mở miệng lạnh nhạt nói, lặp lại một lần nữa những nội dung mà cậu đã khai báo với đồn công an huyện Giang Dương. Gã thanh niên xăm tay ỉu xìu dựa lưng vào ghế ngồi, nghe vậy, biểu tình trên mặt hoàn toàn là tại sao mấy ông lại không tin tôi. Còng tay len keng chạm vào mặt bàn, các vị chính phủ, có thể khai em thật sự đã khai hết rồi, các ông anh cũng không phải là không ghi chép lại, dù có kêu em lặp lại một trăm lần nữa em cũng không nghĩ ra được nội dung gì mới, đúng không? Tối hôm qua, em cũng là lần đầu tiên biết được lão béo kia họ uông, trước kia bọn em thường gọi lão ta là anh cậu, bởi vì lão ta đeo một cái đầu chó vàng trên cổ. Cao phán thanh vừa đọc bản ghi chép vừa không nhìn được nói, nói trọng điểm. Em thì có thể biết cái đếch gì là trọng điểm, em chỉ là một kẻ đi theo đại ca nhập hàng rời, bột ca, sao, nguyễn tử, thuốc lắc. Chấm 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 chấm. Lão béo kia là cấp trên của cấp trên của cấp trên của em, đến đại ca của em cũng chỉ có thể nhập hàng từ tuyến dưới của lão, cho nên những người bình thường như bọn em sao có thể nhìn thấy nhân vật lớn như vậy. Theo em nhớ, lão đã từng tự mình tới Giang Dương hai lần, cuối năm ngoài và đầu năm nay, lúc ấy đại ca có dẫn em đi hát cây TV cùng lão ông anh nói xem, cũng đã hơn nửa năm cao phán thanh vừa định mở miệng trong tai nghe lại truyền tới giọng nói lạnh như băng của nghiêm tà tìm gái gọi không chỉ ca hát cao phán thanh nheo mắt lại nghi ngờ quan sát tên nhóc xăm cánh tay phòng ca vũ gọi rượu còn thiếu gái gọi sao xăm tay lập tức tâng bốc trà trà em nói vị chính phủ này ông anh thật hiểu biết nhìn một cái là biết người trong nghề mà khụ khụ, tìm chắc chắn phải tìm rồi, xăm tay hậm hực nói, vị quan lớn ơi, chỉ ca hát là có ý gì, em tưởng em bị phòng chống ma túy bắt vào đây chứ, hóa ra các vị còn kiêm luôn cả chống tệ nạn mại dâm. Lão cao nghiêm tà hạ giọng nói vào tai nghe, trực tiếp cho cậu ta xem ảnh của Lý Vũ Hân. Cô bé này, Cao Phán Thanh trực tiếp đẩy ảnh của Lý Vũ Hân về phía ghế thẩm vấn, biết không? Tên xăm tay vừa nhìn thấy bức ảnh, toàn thân sừng sốt, em biết Uông Hưng Nghiệp đi tìm con bé, xăm tay đưa hai tay lên gãi gãi đầu, tiếng dây xích bằng kim loại kêu leng keng leng keng vang dội, ngập ngừng dây lát, nói, cái này em. Chấm 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 chấm. Nói sao cho ông anh hiểu nhỉ, chỗ bọn em cũng không lớn, làm sao lọt nổi vào mắt xanh của anh cậu, cũng vì truyền thuyết lão ta thích dò hỏi về ấu nữ, nghe nói còn đặc biệt thích kiểu hiền lành có ăn học. Cô bé này, mẹ con bé là khách quen của bọn em, theo như các ông anh nói, cũng là một hạng người dùng buôn bán nuôi hút không biết anh cậu nghe được ở đâu bà ta có cô con gái như vậy cao phán thanh nhìn gã không chớp mắt sau đó thì sao sau đó sau đó hình như cũng không phát sinh chuyện gì hết Ấy thôi thì em dứt khoát nói cho anh biết luôn đi, xăm tay bất đắc dĩ nói, đầu năm ngoái, anh cầu tới huyện Giang Dương, đại ca bọn em mở tiệc chiêu đãi mời lão ăn cơm, ăn được một nửa, đột nhiên anh cầu nói với đại ca của em là tìm cô bé này tới đây cho lão ban đầu em còn tưởng lão muốn làm gì, ai ngờ một lát sau mẹ con bé dẫn nó tới, anh cầu ngay tại chỗ móc ra một ít hàng đưa cho bà ta, sau đó bảo người kéo con nhóc này sang một bên. Tên xăm tay dừng một chút, trên mặt hiện ra biểu tình vừa buồn cười vừa chịu đựng, cho nên vẻ mặt méo mó đến mức kỳ quái, ông anh đoán xem lão muốn làm gì. Cao Phán Thanh vừa định nói cậu tới thẳng thắn được khoan hồng hay là tới để độc thoại chuyện hài, lại nghe thấy tiếng Nghiêm Tà nhàn nhạt nói trong tai nghe chụp ảnh. Chụp ảnh, trong phút chốc xăm tay gần như bật dậy, "Ôi vãi ông anh, ông anh thật thần thông quảng đại." Cao Phán Thanh, lão cao mơ hồ được một kẻ buôn bán ma túy khen ngợi hai lần, cũng không đặc biệt cảm thấy vui vẻ lão béo kia tìm phục vụ trực tiếp yêu cầu một tấm vải đỏ, dựng làm phông nền sau lưng con bé kia, đàng hoàng nghiêm túc cầm máy ảnh chụp mấy tấm ảnh 3 x 4 sau khi chụp xong, lão béo kia liền phất tay bảo mẹ con nhóc dẫn nó đi, há há há, mấy người bọn em lúc ấy đều ngu người luôn, đại ca của em còn hỏi lão ta anh cầu đang làm gì vậy, làm gì mà như mấy bộ phim cổ trang trong tivi thế, tuyển tú nữ đưa vào cung hả. Cao phán thanh không cười, uông hưng nghiệp nói sao. Lão nói lão cũng là nghe phía trên phân phó làm việc thôi, đã hơn một năm rồi không làm việc gì khác, chỉ đi khắp nơi tìm mấy cô bé. Rắc rối là không dễ tìm, tuổi tác, diện mạo, giới tính đều phải phù hợp, bà vai trời sinh có nút ruồi, còn phải lớn lên thật xinh đẹp, tính cách cương liệt cứng rắn nghe như chuẩn bị phương pháp nuôi tiểu quỷ ấy. Cánh tay hoa nhí nhún nhún vai, ai biết lão có phải ngẫu nhiên tán dóc hay không, nói không chừng là một tên biến thái thích ấu nữ cũng nên. Cao phán thanh không tự chủ nhìn về phía tấm kính một mặt ngoài cửa sổ nghiêm tà hai tay đút túi quần giữa hai lông mày ngưng tụ mây đen nghe phía trên phân phó cao phán thanh lại nhìn về khuôn mặt tái nhợt gầy còm của tên xăm tay chậm rãi nói uông hưng nghiệp không đề cập qua phía trên gã là ai sao Ê, vị chính phủ này em đã nói bao nhiêu lần rồi dáng điệu của tên xăm tay như hận không thể moi tim ra bày tỏ hai tay bịch bịch đấm vào ngực em là một con chó đi sau mông bọn họ nhặt chút thịt uống chút canh thôi đừng nói em ngay cả đại ca của em nhìn thấy thằng béo kia cũng phải cung kính cúi đầu quả thực phía trên cái tên béo họ uông kia còn có người nhưng ai biết là ai cái loại nhân vật lớn đó không đến lượt những tên thấp cổ bé họng như bọn em tiếp cận anh nói có đúng không cao phán thanh còn muốn nói gì đó cánh cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra Tên xăm tay rất thông minh, vừa thấy nghiêm tà bước vào với khí thế kia cùng với sắc mặt thay đổi của những cảnh sát khác, lập tức biết người mới đến này là lãnh đạo, nhanh chóng ngồi thẳng người, hai tay buông xuống, vị đại ca này, chào anh chào anh. Nghiêm tà ấn vai tên cảnh sát ghi chép lại tỏ ý cậu ta không cần đứng lên, đồng thời mở khóa điện thoại, truyền đến một bức ảnh, trước mặt cảnh tay hoa nhí sáng lên. Biết người này không, tên xăm tay chăm chú nhìn không chớp mắt hệ thống giám sát an ninh vốn có độ phân giải cao cho dù chỉ dùng điện thoại di động chụp ngược lại vẫn vô cùng rõ nét trên ảnh là một người tài xế ngồi trong cabin của một chiếc xe tải màu trắng tóc húi cua áo lót đen nét mặt ngũ quan được chụp rất rõ ràng cao phán thanh liếc nhìn điện thoại di động của nghiêm tà trong lòng sáng tỏ nhận ra đây một tên trong đám người hung hãn vừa cố ý đâm xe cảnh sát rơi xuống đáy sông huyện giang dương vừa cầm súng tự chế giết chết lý vũ hân lúc ấy tuy không bắt được cái đám liều mạng này ngay tại chỗ nhưng thiên võng ở khắp mọi nơi đã ghi lại chặng đường bỏ trốn của bọn chúng cuối cùng ở cửa vào đường cao tốc chụp được một bức ảnh chính diện của một trong những kẻ tình nghi người này cánh tay hoa nhí nheo mắt lại hít vào một hơi nghiêm tà hỏi đây là dân bản xứ huyện giang dương các cậu nhỉ Tên xăm tay suy nghĩ một lát, đột nhiên cười lên, hí hí hí, trên mặt bộc lộ ra vẻ láo cá lõi đời. Đại ca, em đã nói rồi, bọn em chỉ mua đi bán lại mấy túi bột ca, việc nhỏ này không đến mức để cho mấy vị cảnh sát tỉnh lỵ tra hỏi suốt đêm đến bây giờ, chẳng lẽ họ uông gây ra vụ án nào khác, chính phủ cần bọn em phối hợp cung cấp manh mối. Không ai lên tiếng, mấy tên cảnh sát trầm mặc nhìn cậu ta không chớp mắt. Tên xăm tay rõ ràng cảm nhận được áp lực không tiếng động ở trong không khí. Vậy các anh xem em hỏi gì đáp nấy, ngoan ngoãn nghe lời, có phải có thể cho em tranh thủ một cơ hội khoan hồng giảm án không? Trời ạ, à, em thật sự chỉ là một tên đàn em tay sai nhỏ bé, những việc sai trái kia đều do người phía trên làm, hiện em là người lầm đường lạc lối biết quay đầu, bằng lòng phối hợp với cảnh sát bắt phần tử tội phạm ẩn núp trong quần chúng nhân dân, kiên quyết bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, xã hội dù sao cũng phải cho em một cơ hội lần nữa quay lại làm người chứ, đúng không?" Cao Phán thanh cả giận nói, "Cậu trước hết thành thật khai báo cho tôi còn. Chúng tôi sẽ nói với viện kiểm sát năm ấy lúc vào nghề cậu chưa đủ 18 tuổi." Nghiêm Tà lạnh nhạt nói. Tên xăm tay sừng sốt, ngay sau đó mừng rỡ, đúng đúng đúng, em còn nhỏ, em chỉ là, chỉ là nhìn hơi già chút thôi. Mấy tên cảnh sát giờ khóc giờ cười, cũng không biết nên nói gì với tên này. Em không quen người này, chỉ thấy qua, người này gọi là anh đại, một đại của bao túi ấy. Cánh tay hoa nhí vồn vã hơn, chỉ vào màn hình điện thoại di động của Nghiêm Tà nói, người này ban đầu lăn lộn cùng Lưu lão đại ở Đồi Thanh Phong đối diện chỗ của bọn em sau đó đại ca của bọn em trải qua bao cuộc đàm phán cùng sống mái với nhau thành công thâu tóm đồi thanh phong thành địa bàn của bọn em phỉ phui cái mồm anh xem cái miệng chó của em này đồi thanh phong rõ ràng một bộ phận lãnh thổ không thể phân chia của nước cộng hòa nhân dân trung hoa sau đó thủ hạ của lão lưu hoàn toàn giải tán chính lão cũng rửa tay gác kiếm thoát ẩn giang hồ từ đó cũng dã từ cuộc sống tinh phong huyết vũ liếm máu đầu đau luôn một giai hán việt là đại nghĩa là cái túi nghiêm tà Tất cả cảnh sát nghiêm tà hỏi, sau đó cái người gọi anh đại kia liền đầu quân cho Uông Hưng Nghiệp. "Đúng, nghe nói anh ta có một ông anh họ lớn tuổi rất lợi hại cực có tiền đồ, làm việc dưới trướng lão béo họ Uông kia nên đã đem anh đại về dẫn dắt thời điểm lão béo họ Uông lần thứ hai đến Giang Dương, đại ca bọn em mời lão ăn cơm, tên này còn đi theo bên cạnh lão, vì thế lúc ông anh đưa bức ảnh này cho em em liền nhận ra ngay." Nghiêm tà chậm rãi thu điện thoại di động về, đôi mắt sắc bén nheo lại, cái biệt hiệu đại tử này rất hiếm thấy, tên thật của gã là gì? Ấy, anh lại hỏi khó em rồi, xăm tay nói, người trong nghề bọn em rất chú trọng biệt hiệu, nếu không lúc ra ngoài đánh nhau, vừa báo tên với nhau, gì mà trương ái dân, vương vi đảng, lý kiến quốc, không phải quá mất mặt sao? Nghiêm tà xoay người đi ra ngoài, viết vào biên bản năm đó cậu ta vào nghề lúc vừa tròn 18 tuổi. Cậu cảnh sát lập biên bản gật đầu, tên xăm tay lập tức nôn nóng khóc cha gọi mẹ, không không, đại ca, ông anh để em suy nghĩ một lát, em suy nghĩ lại một chút đúng. Em nhớ ra rồi, biệt hiệu của gá là đại tử bởi vì gá họ phạm. Nghiêm tà dừng bước quay đầu lại, phạm gì? Em thật sự không biết tên thật của anh ta là Phạm gì, mặt tên xăm tay nhăn nhó, hận không thể giơ tay lên thề, nói, nếu không bị ông anh dọa sợ em cũng không nhớ nổi, em chỉ vô tình nghe người ta gọi qua một lần, hình như còn một biệt hiệu nữa là Phạm Ngũ, chẳng lẽ ở nhà anh ta xếp hàng thứ năm trong trước mắt hô hấp của nghiêm tà ngừng lại đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào tên xăm tay khiến đôi mày vốn đã hẹp dài lại càng thêm lạnh lùng một lúc lâu sau dưới cái nhìn đầy sợ hãi của tên xăm tay hắn chậm rãi nhếch khóe miệng nụ cười kia ẩn hiện trong đáy mắt phản chiếu mọn đèn bàn duy nhất trong phòng thẩm vấn khiến lòng người nổi lên sự sợ hãi phạm ngũ hắn mang theo nụ cười kia lặp lại tựa như đã phát hiện ra chuyện gì đó rất thú vị đột nhiên hỏi Cậu có biết ông anh họ tên Phạm Tứ đặc biệt lợi hại cực có tiền đồ của gã, có kết cục thế nào không? Tên xăm tay bị dòa đến mức không dám mở miệng, bị hai ba chục chiếc xe tải nghiền thành thịt nát dài trên đường cao tốc, toàn bộ tim gan phèo phổi nát bấy trộn lẫn với nhau, toàn bộ thân thể cuối cùng chỉ gom góp lại được nửa xô. Nụ cười cổ quái của nghiêm tà càng sâu hơn, đợi lát nữa tôi bảo người đưa ảnh chụp hiện trường cho cậu thưởng thức. Nói xong nghiêm tà bước ra ngoài giữa cái nhìn chăm chú muôn dạng kinh hoàng của tên tay sai kia. Qua khai báo của nghi phạm, chúng ta có đầy đủ lý do nghi ngờ. Chương 75 Đằng Văn Diễm, nữ, 16 tuổi, văn hóa tiểu học, em gái gội đầu trong thẩm mỹ viện hạng 3 ở thành phố Lăng Châu, tỉnh S. Ở một thành phố lớn như vậy, không biết có bao nhiêu là tiệm làm đẹp mở trong phố lớn ngõ nhỏ, không giấy phép, không kinh nghiệm, lắp mấy cái bồn gội đầu, hai cái giường massage đã dám tự xưng là thẩm mỹ viện, bao nhiêu trẻ vị thành niên không nhà không cửa cõng bọc hành lý phiêu bạt bên ngoài, vội vã tới lui ở các trạm xe, ở trong đoàn thể dân di cư thấp kém thường xuyên lưu động, chuyện một cô bé bị mất tích là chuyện hết sức bình thường, thậm chí còn không thể gây nên sự chú ý cho hàng xóm láng giềng trong khu ổ chuột, chứ đừng nói đến việc báo công an. Nhưng sự biến mất của đằng Văn Diễm vào hai năm trước lại được ghi chép lại trong đồn công an. Vì cô bé biến mất cùng với người làm công của tiệm cắt tóc gần đó, mà người làm công kia trước khi mất tích còn ứng trước nửa tháng tiền lương từ ông chủ trừ 800 tệ là động lực chính để ông chủ tiệm cắt tóc tiêu hao hơn nửa buổi chiều ở đồn công an để ghi chép biên bản. Trừ ba chữ Đằng Văn Diễm thì không thể tìm thêm được thông tin nào khác nữa, ngay cả Đằng Văn Diễm cũng chưa chắc là tên thật, do bà chủ thẩm mỹ viện không tìm được bản photo thẻ căn cước của cô bé ai biết lúc đầu có từng hỏi qua bản sao thẻ căn cước hay không. Cao Phán Thanh cầm tài liệu mà Cục Thành phố Lăng Châu vừa phép qua, thổn thức nói, người làm công ở tiệm cắt tóc tên Vương Duệ, thông tin thân phận là thật, có thể kiểm tra thêm, bọn em đã làm tốt công tác chào hỏi với cảnh sát địa phương, một vụ án hai mạng người, bảo bọn họ nắm vững mà xử lý. Hai người nghiêm tà và tần xuyên trụm đầu vào xem, người sau vì liên tục nhịn ngủ hơn 30 tiếng đồng hồ, đôi mắt răng đầy tia máu. Tôi nghĩ thế này, tần xuyên kẹp điếu thuốc, giọng khàn khàn, vương duệ và đằng văn diềm đều thuộc về nhóm dân di cư sống dưới đáy xã hội, họ đều là mục tiêu có nguy cơ cao cực dễ bị phần tử tội phạm để mắt tới, kiểm tra hộ tịch quá tốn thời gian, cũng không có tác dụng gì đối với vụ án không bằng chúng ta bắt tay hợp tác với lực lượng cảnh sát thành phố Lăng Châu, điều tra hành tung quỹ tích ngày hôm đó của hai người mất tích, tranh thủ thời gian sớm tìm được nơi chôn cất cũng chính là nơi hành hình hạ lương, lão nghiêm, ông thấy sao? Nghiêm tà khoanh tay, khuôn mặt xa sầm, hai người tần xuyên và cao phán thanh mở to mắt dòm hắn, một lúc lâu sau mới nghe hắn nói, không, nhất định phải tra ra được thân thế bối cảnh của đằng văn diễm. Tại sao, nghiêm tà nghĩ thầm, bởi vì con bé là người duy nhất không phải học sinh. Giang Đình đã nhắc nhở qua, nghi thức thường là cảnh trí trong nội tâm phóng chiếu ra bên ngoài, nói cách khác, khi ca bích lựa chọn những cô bé, là nghiêm túc sử dụng Giang Đình làm nguyên mẫu để chọn người thay thế, ngược lại đối với nam sinh thế nào không có quá nhiều yêu cầu, thuần túy chỉ là công cụ gửi gắm ham muốn hành hình. Bộ Vi và Lý Vũ Hân đều là học sinh, trên danh nghĩa đều là những cô bé ngoan ngoãn tuân thủ truyền thống, thành tích tương đối khá, phù hợp với đặc trưng thời học sinh của Giang Đình, chỉ có đằng văn diễm là bỏ học đi làm sau khi tốt nghiệp tiểu học. Nói cách khác, sự tương đồng của đằng Văn Diễm và Giang Đình nằm ở những phương diện khác, rất có thể chính là thân thế bối cảnh của cô bé. Cô bé xuất thân từ gia đình như thế nào, phải chăng là lưu lạc đầu đường xó chợ, chịu đủ khi dễ? Cô bé trùng hợp với Giang Đình ở khía cạnh nào trong lòng ca bích? Điện thoại di động của nghiêm tà bắt một tiếng, nhận được tin nhắn mới. Bận không, tôi đang ở cửa cục thành phố, đi ăn cơm. Thân thể tần xuyên nghiêng một góc 45 độ, ai thế, người yêu? Làm gì có? bạn học cũ trong trường cảnh sát, nghiêm tả ngay tức khắc xuất ra mấy chữ, vội vàng cất điện thoại vào túi, nhìn tư liệu trong tay cao phán thanh gật đầu một cái, thân thế bối cảnh của đằng văn diễm có khả năng liên quan tới việc uông hưng nghiệp quen biết cô bé, nếu xung quanh cô bé có người hít ma túy, đảm bảo vừa có thể nhổ củ cải tận gốc, vừa có thể đào ra một ổ buôn bán ma túy cao phán thanh đột nhiên bừng tỉnh tóm lại trước tiên thông báo cho cục thành phố lăng châu sắp xếp thăm hỏi tôi đi ăn bữa cơm rồi về lời còn chưa dứt người đã vọt vào thang máy có chuyện gì thì gọi điện cho tôi hai người sau lưng trợn mắt nhìn nhau tần xuyên rốt cuộc không nhịn được hỏi hắn đang yêu đương đúng không cao phán thanh trong lòng tần xuyên như bị một cây kim tên gọi là nhiều chuyện chọc vào tất cả mệt mỏi đều bị quét sạch nào nào lại đây xem xem cửa sổ hướng nam của văn phòng đội cảnh sát điều tra hình sự rèm cửa sổ bị đẩy ra một khe hở hai cái đầu trụng lại chúi về phía trước, ngay cả mắt kính gọng vàng của mình bị cao phán thanh kéo lệch tần xuyên cũng không phát hiện ra. Mấy phút sau, chỉ thấy bóng dáng của nghiêm tà vội vàng ra khỏi cửa cục thành phố, bước nhanh băng qua dòng xe cộ giữa cái nhìn chăm chú kích động của hai người, đi về phía một chiếc SUV màu bạc đậu phía bên kia đường. Mà mẹ nó, cao phán thanh lầm bẩm nói, Mercedes-Benz G65, tình nhân trong mộng của tất cả đàn ông đã kết hôn, cô vợ bé của linh hồn, sao? sao là chỉ cái xe cưng của sếp nghiêm á mấy cô mặt cười tần xuyên vỗ vỗ bà vai của anh ta chuẩn bị hồng bao phong bì đỏ đi là vừa gì có thể lái cô vợ bé chỉ có thể là chính thất phu nhân tần xuyên đẩy mắt kiếng phản chiếu ra tia sáng nhìn xa trông rộng lão nghiêm của các ông tám phần là có người yêu bên ghế phó lái vang lên tiếng đóng cửa chính thất phu nhân mới từ trong trò chơi cờ tướng online ngẩng đầu lên nhanh vậy nghiêm tà thắt dây an toàn ngẩng đầu lên cười với giang đình nghiêm tà là người như vậy chỉ cần hắn muốn lúc hắn cười lên tất cả cảm xúc nóng nảy âm trầm cùng áp lực cường độ cao trong công việc đều có thể che giấu đến giọt nước cũng không lọt tất nhiên cũng bao gồm cả nỗi nghi ngờ ngưng tụ trong lòng hai tiếng trước không phải sợ anh đói bụng đó sao nghiêm tà thuận miệng nói muốn ăn gì đừng đi xa quá giang đình thuần thục cho xe chạy bật xi nhan quay đầu húp chút cháo đi ăn xong rồi đưa anh quay lại tăng ca đến ngã tư trước mặt để tôi lái cho anh lái xe được không có gì không được Nghiêm Tà thoải mái dựa vào lưng ghế, đừng hiểu lầm, vấn đề tin tưởng giữa chúng ta không nằm ở mặt này, chủ yếu là từ nhỏ tôi đã được tiếp nhận tư tưởng giáo dục của gia đình, khi đàn ông và vợ ở cùng nhau, không thể để vợ vất vả lái xe. Đèn xanh sáng lên dê 65 theo dòng xe cộ chậm rãi di chuyển về phía trước, khóe mắt Giang Đình liếc sang nhìn hắn. Nhìn lén tôi làm gì? Không có, Giang Đình dường như cảm thấy có chút buồn cười, tôi chỉ đang nghĩ cách giáo dục của nhà anh thật đặc biệt, còn gì nữa không? à nghiêm tà suy tư chốc lát nhất thời nghĩ không ra trong những tư tưởng mà ba mẹ hắn từ nhỏ đã truyền thụ cho hắn có điều gì tương đối đặc biệt với người thường một lúc lâu sau hắn nghiêm túc nói lúc chồng lái xe nếu ngồi bên cạnh là một người người phụ nữ nói nhiều thì không nên lấy có được tính không nụ cười nơi đáy mắt giang đình càng sâu nói vậy sao anh còn nói nhiều vậy nghiêm tà cũng phì cười thuận tay nhéo lên bắp đùi giang đình còn chưa qua cửa đã dám mưu đồ thượng vị anh muốn lật trời hả Giang Đình nhanh chóng nghiêng chân vào trong, ngước mắt quan sát dòng xe cộ trước sau. Anh lái xe khác với Nghiêm Tà, Nghiêm Tà là một tài xế lâu năm theo đúng nghĩa đen, lúc lái xe toàn thân thả lỏng, lưng tựa vào ghế, bình thường chỉ có tay phải khoác lên vô lăng, trừ những lúc rẽ ngoặt ra rất ít khi dùng đến hai tay. Còn Giang Đình là nửa người nghiêng về phía trước, ngồi thẳng lưng, hai tay vịn vô lăng, đầu hơi ngẩng lên, tần suất nhìn gương chiếu hậu là 10 giây một lần động tác bẻ lái tiêu chuẩn đến mức có thể trực tiếp dùng làm bài mẫu giảng dạy ở trường dạy lái xe. Chỉ mới hơn 2 tháng trước, anh còn là một bệnh nhân trong lúc vô tình chứng kiến một vụ tai nạn xe cộ mà bộc phát triệu chứng PTSD, rất nhiều người sau khi thoát khỏi tai nạn xe cộ nghiêm trọng, mấy năm thậm chí là cả đời cũng không thể lái xe được nữa, nhưng anh chỉ dùng một thời gian ngắn ngủi như vậy để ép mình vượt qua chướng ngại tâm lý. Nghiêm tà nhìn Giang Đình, nghĩ thầm, trong lòng anh hẳn là có một loại sức mạnh luôn thúc ép anh phải sửa đổi hành vi của bản thân nhưng sức mạnh này từ đâu mà có nghiêm tà cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện mấy ngày nay chưa thực hiện được đưa giang đình ăn cháo hải sản chân chính giang đình bất đắc dĩ nói đừng gọi nhiều lát nữa ăn xong còn phải quay lại tăng ca đấy anh không phải là người uy hiếp đe dọa đi ăn cháo hải sản bên trong bỏ chai vòi voi sao thừa dịp tôi mời cơm nên ra sức làm thịt tôi đúng không Nghiêm Tà trả thực đơn lại cho cô nhân viên nhỏ, cho đến lúc cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc sườn xám tơ lụa đi xa, mới nhếch khóe miệng nói với Giang Đình, lời này của anh là có ý gì, tôi có thể để vợ bỏ tiền sao, làm như anh gả vào cửa lớn nhà họ Nghiêm là thua thiệt ấy. Ai gả vào, với lại, nếu để tôi ăn thoải mái thì anh không chịu nổi đâu, Nghiêm Tà mờ ám nói, cái đề tài cân đối nội bộ gia đình này, buổi tối đóng cửa rồi chúng ta thảo luận sau, nha, ngoan. Giang Đình lập tức đứng dậy, phục vụ tính tiền. Nghiêm tà lật đật kéo anh lại, ôm vào lòng, ấy ấy, tôi đùa thôi, đội trưởng Giang, thầy Giang, Giang đại thần, ngồi xuống ngồi xuống, vụ án hôm nay có tiến triển, chính là lúc trông cậy vào anh cung cấp manh mối đây, đừng ầm ý nữa, tranh thủ thời gian quay lại giúp tôi đi mà. Giang Đình giờ khóc giờ cười, bị nghiêm tà mạnh mẽ kéo trở lại chỗ ngồi, vòng tay ôm lấy bà vai, lấy ra cái điện thoại di động hàng nội địa do cục thành phố phát, vào thư viện ảnh mở mấy tấm ảnh gần đây nhất, này, sáng nay vừa phát hiện ra ở chung cư hổ phách một trong những cứ điểm bí mật của Uông Hưng Nghiệp, bản gốc đã được giao nộp cho đội kỹ thuật cục thành phố xử lý. Trên màn hình điện thoại là ba trang đầu tiên trong quyển sổ ghi chép của Uông Hưng Nghiệp. Ba cô gái trên phông nền đỏ thẫm trợn mắt nhìn Giang Đình, mỗi người đều có nét mặt non nớt nhưng ngũ quan thanh tú, mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, họ đến từ những vùng miền khác nhau, tên họ khác nhau, xuất thân và sự từng trải hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ đều là nạn nhân thì nhìn qua không có chút liên hệ nào, nhưng chỉ có nghiêm ta biết, bí mật dưới vạt áo, hõm vai của họ đều có một nốt ruồi son bị nguyền rủa. Nếu như đặt ba cô bé này sóng vai nằm chung một chỗ, nốt ruồi son của họ chênh lệch cách nhau chưa đến 2cm. Giang Đình nhìn điện thoại di động, trên mặt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ hơi nheo mắt lại, sau một lúc lâu anh dùng ngón tay gõ lên màn hình, cô bé họ đằng này sao lại không có địa chỉ. Lúc này cháu cùng các món ăn kèm mà bọn họ gọi đã được mang lên. Nghiêm tà vừa dùng cái muỗng sứ màu trắng khuấy chén cháo có giá bốn con số của Giang Đình, vừa tránh nặng tìm nhẹ nói lại thông tin của đằng Văn Diễm mà lão cao điều tra được, cùng với tình huống mà tên xăm tay vừa khai báo hắn không đề cập đến chi tiết bức ảnh của Giang Đình tìm thấy trong cuốn sổ ghi chép, trọng điểm cần điều tra hiện tại là thân thế bối cảnh của Đằng Văn Diễm, tranh thủ tìm ra mối liên hệ giữa cô bé và Uông Hưng Nghiệp. Uông Hưng Nghiệp là người môi giới và là người liên lạc của chùm ma túy, lấy lão ta làm trung tâm bước xạ ra một mạng lưới liên đới tới buôn bán ma túy, bắt cóc, mua hung giết người, chúng ta không thể chỉ giới hạn ở vụ án bắt cóc mà phải tiêu diệt toàn bộ mạng lưới tội phạm này giang đình nhìn hắn mạng lưới phạm tội của uông hưng nghiệp rõ ràng đã vượt qua phạm vi tỉnh s chỉ một thành phố kiến ninh mà muốn tiêu diệt hết như vậy có năng nổ quá không ưm um, còn chưa dứt lời miệng anh đã bị nghiêm tà đút đầy một muỗng cháo hải sản mùi vị của chén cháo hải sản kia quả thật không phụ lòng giá cả thơm ngon đến mức có thể khiến người ta nuốt luôn đầu lưỡi giang đình bất ngờ không kịp đề phòng bị nghiêm tà liên tục đút cho mấy muỗng mới xua tay lia lịa chặn lại đợt tấn công tiếp theo bỏ xuống bỏ xuống để tự tôi nghiêm tà liếc mắt nhìn về phía sau phòng ăn khách sạn 5 sao trang hoàng sang trọng, có phòng riêng theo yêu cầu của khách hàng, do đó xung quanh không có ai. Hắn nhìn nhân viên phục vụ đang quay lưng lại, nhanh chóng ngậm một mồm cháo, cúi người xuống miệng đối miệng đút cho Giang Đình, hương vị thơm ngon hòa quyện giữa môi và lưỡi, anh bất trí bất giác nuốt hết toàn bộ. Nhân viên phục vụ xoay người, đầu lưỡi nghiêm tà cuốn lên vòm họng Giang Đình, rất nhanh nghiêng người ngồi thẳng, vẻ mặt đứng đắn, hồn nhiên giống như chưa có gì xảy ra. Từ gò má đến mang tai Giang Đình đỏ bừng, nhân viên phục vụ ân cần hỏi: "Hai vị tiên sinh cần thêm nước đá không?" Nghiêm Tà cười nói: "Không cần, anh ấy không nóng, là kích động quá." Nhân viên phục vụ khó hiểu, bối rối rời đi, Giang Đình lấy khăn ăn lau khóe miệng, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Ban ngày ban mặt trời đất sáng sủa." Quan phủ nha dịch lại ở chỗ này công khai trêu đùa phụ nam nhà lành, Nghiêm Tà tiếp lời, nói: "Trêu đùa xong rồi còn phải trở về nha môn làm việc." giang đình không làm việc thì làm sao có thể xóa sạch hoàn toàn băng nhóm tội phạm của uông hưng nghiệp chứ nghiêm tà dí dỏm nhìn anh như có điều ám chỉ nói không tiêu diệt được lão già họ uông kia thì làm sao tìm hiểu được nguồn gốc để đến gần ca bích đem tất cả bí mật của tập đoàn buôn bán ma túy này công bố cho toàn thế giới biết không biết có phải ảo giác hay không động tác của giang đình hơi dừng một chút sao vậy nghiêm tà không cho y chút thời gian phản ứng sâu xa hỏi hai tay giang đình vẫn còn duy trì động tác cầm khăn ăn chỉ để lộ nửa trên khuôn mặt đôi con ngươi đen láy trong veo liếc nhìn về phía nghiêm tà một cái trong lúc nghiêm tà chờ y kiếm cớ để che giấu lại thấy anh hất cầm về phía bức ảnh trên điện thoại di động bỏ khăn ăn xuống trên mặt vẫn là thần sắc như thường ngày tôi đang nhìn cô bé này là bộ vi nhìn cô bé làm gì nghiêm tà như cười như không hỏi giang đình nhíu mày giống như hoàn toàn không cảm giác được sự khác thường trong lời nói của nghiêm tà nói cảm thấy con bé không giống lý vũ hân và đặng văn diễm Đúng là không giống nhau, dù sao bộ vi là người duy nhất lớn lên giống hắn như đúc, là cô bé được ca bích định giá 200 triệu. Anh ấy phát hiện ra rồi, cơ bắp gò má nghiêm tà bất giác kéo căng. Nhưng một giây sau, chỉ nghe Giang Đình nhẹ nhàng nói, bởi vì chỉ có cô bé là người duy nhất đang cười. Trên bức ảnh 3 x 4, Lý Vũ Hân vô cảm, thở ơ nhìn chầm chầm ốm kính đó là vì khoảnh khắc uông hương nhập ấn nút chụp, cô bé biết mẹ mình hút ma túy, cũng biết người chụp ảnh cho mình là ai vẻ mặt lạnh lùng băng giá phía sau là sự oán giận và thờ ơ đối với mẹ đẻ. Đằng văn diễm thận trọng và sợ hãi, bà vai rè giặt rụt lại đó là vì trình độ văn hóa của cô bé chỉ ở mức tiểu học, đi làm sớm, sớm cảm thụ được mùi vị khó khăn khi kiếm sống. Dù Uông Hưng nghiệp dùng cách gì tiếp cận cô bé để chụp bức ảnh này, cô bé cảm thấy căng thẳng, sợ hãi đắc tội với Uông Hưng nghiệp là chuyện rất bình thường. Chỉ có bộ vi đang cười, nụ cười kia nếu chỉ nhìn động tác ở khóe miệng thì sẽ không rõ. Chương 76 mấy phút sau, điện thoại của nghiêm tà rung lên, trên màn hình hiện ra một khuôn mặt trẻ trung, âm trầm, dữ tợn. Kim Kiệt, Nam, quốc tịch Miến Điện, tên không chắc chắn là tên thật, tuổi tác không rõ, khoảng từ 26 đến 29, lúc còn niên thiếu đã lăn lộn trong các băng nhóm xã hội đen ở địa phương, nhiều năm qua gã đã tham gia vào rất nhiều băng nhóm, những tội ác có chứng cứ xác thực bao gồm nhận tiền giết chết đối thủ trên các trận đấu quyền ở chợ đen, dùng súng trái phép, buôn lậu ngà voi, bắn nhau giết chết quân cảnh, buôn bán ma túy số lượng lớn, v.v. Năm năm trước, cảnh sát vũ trang ở biên giới Trung Miến thu được một lô heroin, trong lúc giao chiến, phần lớn bọn buôn ma túy đều mất mạng tại chỗ, ngoài ra còn có hai tên tội phạm bị bắt sống. Nhưng trận vây quét đó lại không được tính là thành công 100%, bởi vì nội bộ bọn buôn ma túy có một tên xuất quỷ nhập thần, dưới tình huống bị 5-6 chiến sĩ cảnh sát vũ trang bọc đánh, gã lại đánh trọng thương hai người, toàn thân rút lui, đại đội cảnh sát đã tiến hành giải thảm tìm kiếm trong rừng rậm suốt 3 ngày trời cũng không thấy bóng dáng gã đâu. Sau đó, theo những gì bọn buôn ma túy khai báo, người trẻ tuổi này là phía trên phái xuống để giám sát việc áp tải vận chuyển, gã chịu trách nhiệm xử bắn nếu có người dám cả gan giấu hàng hoặc hoàng kim trong quá trình vận chuyển, không một ai trong đội ngũ buôn lậu biết tên thật của gã, bình thường đều gọi là anh Kiệt theo tập quán của người gốc Hoa, hoặc cung kính gọi là Ba Kiệt theo thói quen của người Miến Điện, chỉ có một lần thủ lĩnh của đội vận chuyển tôn kính gọi một câu Jizo. Từ đó về sau, người này dần dần mai danh ẩn tích khỏi biên giới Miến Điện, theo tuyên bố của phía quân cảnh Miến Điện thì gã đã chết ở biên giới Miến Trung, ai mà biết được quân cảnh địa phương đã thu vào bao nhiêu tiền của những kẻ buôn bán ma túy này. Hiện tại, có vẻ như người này không những không chết, thậm chí còn vượt biên sang Trung Quốc. Di Dô, nghiêm tà vuốt cầm nói, nếu theo thứ tự xếp hàng trong bài tú lơ khơ, người này hẳn là nhân vật số 3 trong tập đoàn buôn bán ma túy của Cabic, đúng không? Trong phòng ăn của khách sạn 5 sao, tiếng đàn tao nhã, không khí thơm tho, nhân viên phục vụ đi lại rất nhẹ nhàng, xa xa truyền tới tiếng lách tách rất nhỏ của đèn sông tinh dầu. Giang Đình dùng cái muỗng khuấy nhẹ vào chén cháo hải sản chỉ còn lại một nửa kia, rũ mắt nói, chắc thế. Nhưng nghiêm tà lại nhẹ nhàng nói, không đúng. Ông chủ cùng nhân vật số 3 của tập đoàn tội phạm đa quốc gia, hai người đơn thương động mã chạy đến sân thượng nhà Hồ Vĩ Thắng lục soát một bọc lam kim, là gan lớn, hay chê mạng lớn, không lẽ là có nguyên nhân nào khác nữa? Giang Đình nói: "Tôi làm sao biết được?" Anh ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau không chớp mắt một lúc lâu sau Giang Đình bất đắc dĩ giang hai tay ra, nói: "Những giả thiết của anh bây giờ đều vô nghĩa, anh làm sao biết được hai người này chỉ là gan lớn?" Đêm đó trên quốc lộ bỏ hoang, lúc cứu viện của cảnh sát chạy tới, bề ngoài chỉ có hai tên đi xe mô tô tới cứu viện Jizo, nhưng thực chất phía xa xa còn có cả một đoàn xe của bọn tội phạm ma túy đang mai phục, nếu thực sự vùng lên bắn giết nhau liệu cảnh sát có thể toàn thân rút lui hay không cũng rất nói trước sau khi sự việc xảy ra tôi đã hồi tưởng lại rất nhiều lần nghiêm tả ngắt lời anh tôi cảm thấy lần ở trên sân thượng đó hai người bọn họ hình như không mang theo quân cứu viện xung quanh an tĩnh giang đình im lặng trong chốc lát cuối cùng nói vậy chúng ta chỉ có thể giả định khi ca bích và di dô leo lên sân thượng nhà hồ vĩ thắng bọn họ vô cùng chắc chắn sẽ không có cảnh sát chạy tới bọn họ có nội gián đối với tiến độ điều tra của cảnh sát nắm rõ như lòng bàn tay nói cách khác việc giang đình kéo theo nghiêm tà cùng xuất hiện mới thực sự là bất ngờ đối với bọn họ liệu có khả năng túi hàng mẫu mà hồ vĩ thắng cất giấu không phải cùng một loại lam kim lưu thông trên chợ đen nghiêm tà đột nhiên nói vì vậy bọn họ phải mang túi hàng mẫu này đi tiêu hủy ngay lập tức thậm chí không thể sử dụng bàn tay của người khác vừa dứt lời hắn liền ý thức được cái giả thiết này không được thành lập lời khai của kẻ chế tạo ma túy đinh gia vượng đã được chứng thực túi hàng mẫu này là hồ vĩ thắng lấy trộm trong kho hàng lớn thành phần hóa học của nó cũng không có tính chất đặc thù nào suy nghĩ của nghiêm tà không khỏi hơi phân tán ra nếu như tầm quan trọng của túi hàng mẫu kia không nằm trên thành phần hóa học mà là nằm trên những phương diện khác hắn cố gắng nhớ lại những sự việc phát sinh trên sân thượng xuyên qua ký ức như màn sương mù dày đặc hắn thấy rõ lúc ấy túi ma túy đang nằm trong tay giang đình ngay lúc đó một hình ảnh không tầm thường mơ hồ hiện lên từ sâu trong tâm trí suy nghĩ đột nhiên lại bị giang đình làm gián đoạn hiện tại anh hỏi cái này là muốn chứng minh người miến điện gốc hoa này không phải di dô hay là thế nào hả giang đình chỉ chỉ màn hình điện thoại nói đúng là gã Nghiêm tà hoàn hồn, đuôi lông mày giật giật, anh có nhớ tôi từng nói qua, sau khi phát hiện ra sự tồn tại của Lam Kim một hợp chất fentanyl kiểu mới, tôi đã từng độc lập điều tra qua tập đoàn ma túy khổng lồ này không? Mấy tên mật thám từng đề cập đến sự tồn tại của người miến điện này với tôi, tôi đoán nguyên nhân là vì nhân cách phản xã hội, hơn nữa tuổi tác cũng tương đồng, ca bích cực kỳ tin tưởng tên vệ sĩ kiêm em trai này, nhưng tôi không chắc chắn gã là thủ hạ số 2 hay số 3 dưới trường ca bích, nói cách khác, không ai biết hắn là quy hay là gì. Giang Đình cuối cùng cũng bỏ cái muỗng sứ màu trắng xuống, ra hiệu cho nhân viên phục vụ dọn chén cháo đi, sau đó dùng nước trà xúc miệng, nói tiếp, nếu tôi muốn tiêu diệt tập đoàn này, trước tiên phải biết rõ cơ cấu bên trong của nó. Nhưng việc này đã tiêu tốn của tôi rất nhiều thời gian, bởi vì hành tung của ca bích và người miến điện này cực kỳ khó nắm bắt tôi thậm chí còn không thể lấy được bất kỳ dữ liệu hình ảnh nào, cho tới lúc có một tên nằm vùng biệt hiệu, đinh tán, thành công thâm nhập vào nội bộ tập đoàn khi nhắc tới đinh tán giọng nói của giang đình đột nhiên dừng lại trong chốc lát nghiêm tà ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào mắt anh cũng không lên tiếng thúc giục thông tin tình báo của đinh tán giúp tôi xác định có một người tên là quy cơ nữa một lát sau giang đình dùng sức hít sâu một hơi khàn khàn nói tóm lại phân công công việc của bọn họ là như vậy ca bích là người điều khiển từ xa tất cả các quyết sách quy cơ chịu trách nhiệm thi hành một số kế hoạch trong khi đó di dô phụ trách đảm bảo tất cả mọi người đều trung thành chấp hành mệnh lệnh của ca bích đến cùng gã đồng thời còn nắm giữ quyền hạn giám sát, khắc phục hậu quả, hình phạt diệt khẩu v.v. phía sau rất nhiều tội ác đẫm máu đều có bóng dáng của gã. Theo như anh nói, thì có vẻ như mức độ tham dự của quy cơ là thấp nhất, nghiêm tà đột nhiên hỏi. Giang Đình nhớn mày, vì Đinh Tán từng nói qua, quy cơ là phụ nữ. Nghiêm tà không nghĩ tới điều này, sững sờ. Đinh Tán là một nằm vùng vô cùng xuất sắc, vô cùng dũng cảm, gã đã từng làm người liên lạc trực tiếp của quy cơ, rất nhiều thông tin tình báo truyền cho cảnh sát đều là trộm được từ chỗ của cô ta. Giang Đình nhích miệng, đó tuy là dáng vẻ của một nụ cười, nhìn qua lại không hề vui vẻ, bao gồm cả vụ nổ nhà máy nhựa cung châu địa điểm giao dịch ma túy vào 3 năm trước. Vụ nổ nhà máy nhựa cung châu, sắc mặt của nghiêm tà hơi thay đổi. Bình trà đặc lúc trước nhân viên phục vụ mang lên đã nguội, nhưng Giang Đình dường như không cảm giác được vị đắng chát, từng hớp từng hớp uống cạn phần trà xanh còn sót lại, hai người trầm mặc khoảng một phút đồng hồ, cuối cùng nghiêm tà mới ra mặt lý giải manh mối, hỏi, tin tình báo mà ba năm trước đinh tán tuần ra là sai, hay là có nội gián mật báo với quy cơ, mới dẫn đến, toàn đội các anh bị diệt. Vừa dứt lời, hắn liền ý thức được mình vừa hỏi tới vấn đề nhạy cảm nhất đời này của Giang Đình. Giang Đình ho khan mấy tiếng, xua tay tỏ ý không sao, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt lóe lên tia diễu cợt, nếu tôi biết nội gián là ai, hiện tại còn kiên nhẫn ngồi đây sao? Những lời mỉa mai này dường như không hướng về nghiêm tà, ngược lại giống như nhằm vào chính y. Nghiêm tà nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ nghe Giang Đình tựa như đang lẩm bẩm nói, nếu không hoàn toàn giết được bọn chúng, làm sao có thể phơi bày tất cả bí mật của tập đoàn buôn bán ma túy này cho thiên hạ thấy đây? Điện thoại di động của nghiêm tà vang lên âm báo tin nhắn, phá vỡ sự yên tĩnh như ma chướng này, hắn mở tin nhắn ra đọc, rồi đứng lên nói, tôi cần phải quay lại, đội giám sát cuối cùng cũng phát hiện manh mối của Uông Hưng Nghiệp ở hệ thống giám sát an ninh công cộng, anh đoán xem tên béo này làm sao chạy thoát khỏi thiên la địa võng của cảnh sát. Giang Đình ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nghe nghiêm tà nghiến răng nghiến lợi nói, cái lùm mé, đạp xe đạp. Giang đính cầm chìa khóa G65 lên, tôi đưa anh về. Nhưng anh còn chưa kịp đứng lên đã bị nghiêm tà ấn bà vai đè lại ngồi trên ghế, anh vừa uống trà lạnh, không tốt cho dạ dày, cần phải sưởi ấm một lát, sau đó hắn vẫy tay gọi nhân viên phục vụ lại, chỗ các em có canh hầm thuốc không, mang lên đây một chén nhỏ không thịt không dầu còn nóng, còn nữa đưa hóa đơn để anh ký. Giang Đình chịu thua, hỏi, đêm này anh còn tăng ca không? Nghiêm tà nghiêng đầu nhìn y xấu xa cười một tiếng, giường đơn gối chiếc không ngủ được hả? ngoan nghiêm tà cúi xuống nói nhỏ bên tai y chờ phá được vụ án đảm bảo đêm nào cũng sẽ ngủ cùng cưng nhân viên phục vụ vừa lúc quay đầu lại đứng tại chỗ miệng mở lớn thành chữ o giang đình mặt vô cảm đỡ chán chỉ có nghiêm tà ký xong hóa đơn rất tự nhiên phóng khoáng đón xe quay lại cục thành phố mãi cho đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất ở bên ngoài nhà hàng giang đình mới chậm rãi thả tay xuống nhìn chằm chằm chén canh nóng trong veo thơm ngon trước mắt gương mặt tỉnh táo giữa hơi nóng mờ mịt có chút mông lung không rõ nhân viên phục vụ đứng xa xa bên ngoài căn phòng trang nhã nhìn lén người đàn ông tuấn tú không nhìn ra tuổi này giang đình phát hiện ánh mắt hiếu kỳ nhưng lại lười phản ứng giống như không ngừng tua nhanh một bộ phim trong đầu anh thoáng qua mỗi một cảnh mỗi một lời thoại vừa rồi linh hồn giống như bị tách ra khỏi thân thể trôi lơ lửng giữa không trung dùng góc độ của người ngoài thay đổi góc độ âm thanh ánh sáng còn liên tục quan sát đánh giá cho đến khi chắc chắn rằng không có chỗ nào không hoàn mỹ không biết qua bao lâu, nhân viên phục vụ đang nhàm chán nghiên cứu những cái tua rua tuyệt đẹp trên rèm cửa sổ, đột nhiên liếc thấy vị khách đẹp trai kia động đậy, cuối cùng anh cầm lấy chiếc muỗng gác ở đó đã lâu, chậm rãi nhấp một hớp canh đã sớm không còn hơi nóng. "Tiên sinh, xin hỏi ngài có muốn đổi một chén nóng hơn không?" nhân viên phục vụ lật đật tiến lên hỏi. Ai dè vị khách kia chỉ lắc đầu một cái, ngay cả câu không cần cũng không thèm nói, cứ thế từng muỗng uống hết chén canh nguội ngắt sao 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 12 giờ đêm, mây đen cuồn cuộn, tiếng gió rít gào, một tia chớp đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm cung châu, sau mấy giây, sấm rền chớp giật cuộn ngang chân trời, mưa như chút nước rào rào rội xuống. Sân thượng khu trung cư, cửa sắt dầm một tiếng bị đẩy ra, một bóng người đàn ông béo lùn mặc áo mưa xanh đen lào đảo, giày cao su rót đầy nước mua dẫm xuống bùn lầy, phát ra âm thanh lõm bõm, nhưng gã không thèm quan tâm đến vẻ chật vật trên người mình, nắm thật chặt chiếc ô đã sớm được gấp lại, mò mẫm một lúc lâu trên sân thượng trong cơn mưa xối xả, rốt cuộc cũng tìm được một chỗ có thể gắng gượng náu thân chú mưa, gã co quắp thân thể ngồi xuống, lau sạch tầng tầng lớp lớp mồ hôi cùng nước mưa ở trên mặt con chó cách con điếm thúi gã cởi ủng cao su đổ nước đọng bên trong da trề môi mắng khẽ tao không giết được mày đợi xem ông đây có giết được mày không đoàn lại một tia chớp kèm theo tiếng sấm kinh thiên động địa đánh xuống thế giới trong nháy mắt bừng sáng động tác của uông hưng nghiệp đột nhiên cứng đờ máu toàn thân trong phút chốc hóa thành băng sắc mặt trắng xanh như gặp phải quỷ sống trên khoảng đất trống trước mặt lão ta, bảy tám tên áo đen che mặt chẳng biết đứng ở đó từ lúc nào, mặt và tay đều giấu sau áo mưa, giống như cương thi thừa dịp đêm tối trời mưa bò ra khỏi mồ mả thẳng đờ bao vây xung quanh lão. Không, không, Uông Hưng nghiệp rụt tay rụt chân bò về phía sau, mỡ trên toàn thân đồng loạt run rẩy dữ dội, cút, chúng mày không dám ra tay ở chỗ này, chúng mày không dám, cút, cút. Một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên từ sau lưng đám người, vì sao? Bọn cương thi, đồng loạt như người, chính giữa sân thượng, A à Kiệt tay phải cầm súng, tay trái cầm cán ô màu đen, dưới ô là một người đàn ông mặc áo đen quần đen không rõ mặt, hình như đang mỉm cười nhìn Uông Hưng Nghiệp. Con ngươi của Uông Hưng Nghiệp ngừng di chuyển ngay khi chạm vào đối phương, sau đó run rẩy đến nỗi thiếu chút nữa rơi ra khỏi hốc mắt, giọng điệu run rẩy nói không thành câu, không thể nào, tha cho tôi, tha cho tôi, không thể nào. Tại sao không dám ra tay ở đây, ca bích hết sức nhẹ nhàng, thậm chí phải gọi là lịch sự lễ phép nhắc lại. Tha cho tôi, Uông Hưng Nghiệp hét lên, tôi không hề muốn giết con nhỏ đó, thật sự không muốn, vụ đâm xe cảnh sát ở huyện Giang Dương là tôi sai, nhưng đó cũng là vì tự vệ, năm ngoái, con nhỏ họ Lý kia đã trông thấy tôi, xin ngài tha mạng, tha mạng. Uông Hưng Nghiệp lăn một vòng, lồm ngồm bò trên đất, muốn ôm đùi ca bích lại bị A kiệt đạp một phát ngã nhào vào trong nước bùn. Ca bích chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn tên béo lăn lộn hít khí nhịn đau, cười hỏi, mày nhìn thấy tên cảnh sát kia, mặt uông hưng nghiệp trắng bệch như người chết một lúc lâu sau mới thấp thỏm gật đầu một cái có ý kiến gì không tên béo họ uông kia không nghĩ tới gã lại hỏi như vậy mất ây dây mới phản ứng lại miệng lão ngậm lại co rút không biết phải nói gì tôi thấy cảnh sát tôi không biết hắn là mày xem ca bích tiếc nuối nói ngay cả một câu nịnh nọt mày cũng không nói nổi bảo tao tha cho mày kiểu gì đây giữa tiếng gào khóc hoảng sợ của tên béo ca bít chậm rãi đứng lên cất bước đi về phía trước mấy tên cương thi lập tức tiến lên lôi uông hưng nghiệp đang lăn lộn dưới đất lên kéo về phía lan can tầng thượng a kiệt tre dù nhanh chóng đuổi kịp thấp giọng hỏi xử lý thế nào đây đại ca sợ tội tự sát a kiệt lập tức quay đầu nháy mắt thủ hạ hiểu ý rời đi Thế những việc khác kết thúc thế nào, ca bích xuyên qua sân thượng bị mưa đêm sói mòn, đi đến hành lang tối như hũ nút, không thèm quan tâm phẩy nước mưa trên vai, cảnh sát sẽ giúp chúng ta sắp xếp rõ ràng. A à, Kiệt gật đầu, để cho người thích hợp tới làm chuyện thích hợp, so với việc gì cũng tự mình ra tay an toàn thuận lợi hơn nhiều, ca bích cười nói, đi thôi. Mấy phút sau, dưới tòa nhà khu chung cư đưa chương 77. Giữa trưa hôm sau, cung châu, dây cảnh giới vây quanh khoảng đất trống, nhưng cũng không thể ngăn được những tiếng xì xào bàn tán cùng những cái nhìn hiếu kỳ của các cụ ông cụ bà đang tập múa thái cực quyền trên quảng trường, các tầng lầu của khu trung cư, nhà nhà đóng chặt cửa sổ, người dân đứng trong hành lang, người người chỉ trỏ xuống dưới lầu, những người có tính tình nóng này đã bắt đầu chửi bới. Chết trẻ, tìm đường chết lại tự sát ở chỗ này, đã hỏi qua ý kiến của người khác chưa, chúng tôi nhịn ăn nhịn mặc, không dễ dàng gì mới mua được một căn nhà đó, tôi nói mọi người nghe bà thầy bói ở thành nam dương có cách xem bói rất hiệu quả nhanh chóng mời thầy tới xem thử nếu không buổi tối gặp họa thì biết làm thế nào nhường một chút nhường một chút nghiêm tà chen lấn qua đám người giơ thẻ ngành sáng loáng lên cho viên cảnh sát đang canh giữ ngoài dây cảnh giới xem người sau chủ động nâng dây cảnh giới lên để hắn đi qua anh nghiêm mã tường tiến lên đón đưa găng tay và bao giày cho hắn cuối cùng thì anh cũng tới hiện giờ nhân viên pháp y đang dọn dẹp Nghiêm tà tháo kính dâm xuống, máu thịt đầy đất đã bị trận mưa đêm qua gần như gột sạch nhưng trong đất vẫn tản mát ra mùi máu tanh nồng nặc như cũ, rồi nhặng vo ve bay lượn, thịt vụn dính trên nền xi măng đã khô, mơ hồ có thể nhìn thấy vụn xương trắng cùng vết tích đông đặc không rõ, chắc hẳn là não bị văng ra ngoài. Ba bốn nhân viên Pháp y cung châu trình diện tại hiện trường, xác chết gần như đã được dọn dẹp xong. Mịa, thật biết chọn thời gian chết, nghiêm tà siết chặt găng tay, hai ngón tay so ra một cái khoảng cách nửa cm nói, sáng nay lúc nhận được điện thoại của cục thành phố, anh chỉ cách bá vương ngạnh thượng cung, một cố vấn lục có chừng này thôi. Mã tường nói, không đúng, bằng vào sắc đẹp và thân thể của anh còn phải dùng bá vương ngạnh thượng cung, chẳng lẽ không phải là tình trong như đã mặt ngoài còn e, ỡm ờ, à, nũng nịu, uyên ương chéo cổ, uyên uyên chéo cổ trong lều đỏ sao. Hai, Uyên Uyên chéo cổ, câu gốc là Uyên Ương chéo cổ, một ẩn dụ về sự ân ái của hai vợ chồng, thân mật của trai gái, hai anh là nam nên mã tường mới đổi lại là Uyên Uyên. Hay, tuy tình huống thực tế là như vậy, nhưng không phải anh đang chừa lại mặt mũi cho cố vấn lục đó sao, oan uổng cũng là anh gánh mà, nghiêm tà đi về phía trước hất cầm một cái, có chắc chắn được từ đâu rơi xuống không, nhận định sơ bộ của Pháp y là gì. Hai người dọc theo hành lang từng tầng leo lên sân thượng, mã tường vội vàng rút cuốn sổ ghi chép mang theo bên người ra, về cơ bản có thể xác định là rơi từ trên sân thượng của tòa nhà xuống, lan can xung quanh sân thượng cùng với dọc theo hành lang đều lấy được dấu chân và vân tay của người chết là U Hưng Nghiệp. Do mưa lớn đã phá hỏng toàn bộ hiện trường xảy ra vụ án, trước mắt trừ người chết ra thì không có bằng chứng hữu hiệu nào cho thấy còn có những người khác hoạt động trên sân thượng nữa, vì vậy kết luận sơ bộ của đội hình sự Cung Châu và nhân viên pháp y là sợ tội tự sát. Sợ tội tự sát, nghiêm tà khẽ cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia khiến lòng không rét mà run, sáng nay ở cục thành phố đội trưởng Phương cũng nói như vậy. Mã tường nhìn xung quanh, cẩn thận hỏi, anh thấy thế nào? Một người có thể chạy trốn ngay lúc cảnh sát vừa phát lệnh truy bắt, sau đó đạp xe đạp chạy ra khỏi kiến ninh dưới mí mắt của tất cả mọi người, thần thông quảng đại như vậy, phát huy toàn bộ năng lực của bản thân như vậy, cuối cùng là để đi suốt đêm đến vùng khác tự sát. Nghiêm tà lạnh nhạt nói, nếu chú nói với anh, trong tòa nhà này có mối tình đầu hữu duyên vô phận hoặc con trai ruột đơn truyền tám đời của gá vậy thì anh còn có thể lịch sự tin tưởng cái kết luận ngu xuẩn này một chút hai người đúng lúc đi qua viên cảnh sát cung châu đang ghi chép lời khai ở hành lang mã tường suy nghĩ một lúc rồi quyết định tạm thời không trả lời dù sao thì cường long không đấu địa đầu xà ba nhỡ may bị người chặn lại đánh một trận thì coi như xong đời ba cường long không đấu địa đầu xà câu gốc của nó là cường long bất áp địa đầu xà rồng mạnh không đè được rắn đất ý nói tuy là người có thế lực nhưng cũng không thể chấn áp đấu lại được lực lượng địa phương phép vua thua lệ làng là cánh cửa này nghiêm tà đẩy cánh cửa sắt trên tầng cao nhất thông đến sân thượng ra, lạnh lùng nói chỉ có dấu vân tay của một người là uông hưng nghiệp rõ ràng đang coi chúng ta là một đám ngu xuẩn dễ lừa bịp mà cánh cửa sắt vừa mở ra không khí ẩm mốc kèm theo mùi tanh đặc trưng sau cơn mưa ập vào mặt Nhân viên pháp y cùng nhân viên khám nghiệm hiện trường của Cung Châu đang kết thúc những công việc sau cùng ở xung quanh sân thượng, Cao Phán Thanh người sáng nay đi chung với Mã Tường đến hiện trường đứng đối diện với hai người, trò chuyện với một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người trung bình, mặc áo khoác đồng phục cảnh sát màu xanh đậm. Có lẽ vẫn luôn chú ý đồng tĩnh ở bên này, nên lúc Nghiêm Tà vừa đẩy cửa ló đầu ra, Cao Phán Thanh đã lập tức tiến lên nghênh đón, "Đội phó Nghiêm anh tới rồi." "Nào nào, lại đây, vị này là phó đội trưởng Nghiêm." trước mắt đang chủ trì công tác lãnh đạo của đội điều tra hình sự cục thành phố Kiến Ninh chúng tôi. Cao Phán Thanh quay sang người đàn ông kia, rồi cười nói với nghiêm tà, đây là đội trưởng Tề, đội trưởng đội điều tra hình sự Cung Châu, chúng tôi đang ở chỗ này trao đổi về vụ án. Ánh mắt nghiêm tà sâu xa, hắn nghe ra manh mối lúc Cao Phán Thanh nhấn mạnh nửa câu đầu, nhưng không nói gì, mỉm cười bắt tay với đội trưởng Tề. Xong vừa chạm tay, hắn liền có cảm giác không đúng tay đối phương lạnh không có lực lòng bàn tay vừa mềm mại vừa nhẵn bóng cộng thêm bộ đồng phục thẳng thớm trên người bề ngoài nhìn qua rất có khí thế không giống một cảnh sát hình sự làm việc ở hiện trường thành thục lão luyện trải qua hàng trăm trận chiến ít nhất cảnh sát làm việc tại hiện trường không mặc đồng phục cả ngày tiếng tâm của phó đội trưởng nghiêm ở tỉnh S chính là nhà nhà đều biết, tôi sao có thể không biết chứ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, đội trưởng tề nói chuyện còn hụt hơi, nhưng nụ cười cũng coi như là chân thành, năm đó Cung Châu và Kiến Ninh kết hợp hành động, chúng ta còn từng gặp mặt nhau, chỉ có điều ngắn ngủi mấy năm cảnh còn người mất, phó đội trưởng nghiêm giờ xưa không bằng nay, càng ngày càng có uy. Ý tứ trong câu này, thật giống như lờ mờ ám chỉ rằng năm đó nghiêm tà chẳng qua chỉ là một cấp dưới nhỏ bé không có phân lượng. Nhanh như chớp nghiêm tà đã hiểu tại sao lão cao lại đặc biệt nhấn mạnh hắn, trước mắt đang chủ trì công việc lãnh đạo chi đội, không khỏi bật cười, nắm lấy tay đội trưởng tề không buông, đúng là cảnh còn người mất thật, hành động liên hợp năm đó anh là người của chi đội hai đội phòng chống ma túy cung châu nhỉ, đúng không, lúc ấy đội trưởng lãnh đạo các anh là... À, đúng, Giang Đình, chết thật, xem trí nhớ của tôi này. Nghiêm tài nhìn thấy nụ cười chợt tắt lịm trên môi đội trưởng tề, hắn vỗ chán, năm đó anh cũng ở dưới sự lãnh đạo của đội trưởng Giang Hà, ây già, đội trưởng Giang của các anh đúng là không đùa được đâu, tuổi còn trẻ đã tiến tới chỉ huy cấp 1, đáng tiếc sau đó lại hy sinh lúc còn trong đội chống ma túy tuyến đầu khi đó đội trưởng tề chính là từ chi đội hai đội phòng chống ma túy chuyển sang bộ phận điều tra hình sự, sau đó từng bước thăng tiến tới bây giờ sao? nụ cười của đội trưởng tề gần như biến mất chuyện cũ không cần nhắc lại chuyện cũ không cần nhắc lại vừa nói vừa dùng sức rút tay ra tới đây để tôi dẫn phó đội trưởng nghiêm đi xem hiện trường vụ án thực ra hiện trường vụ án cũng không có gì đáng xem hầu hết các dấu vết chứng cứ lớn đều bị trận mưa như thác đổ đêm qua quét sạch bề mặt nỉ nhựa đường cùng nền xi măng bị nước mưa thấm ướt căn bản không thể lấy được dấu chân Mấy người khám nghiệm hiện trường đang cố gắng thử nghiệm lấy các loại vật chứng như tóc, vân tay xung quanh lan can, đội trưởng tề chỉ chỉ và mấy người kia, nói, đây chính là nơi người chết nhảy xuống, tốp tài liệu giám định đầu tiên đã đưa về văn phòng cục, lúc nào có kết quả tôi sẽ thông báo cho phía kiến ninh. Nghiêm tà từ chối cho ý kiến, rồi hỏi, nhảy xuống. Đội trưởng tề không lên tiếng, lan can này phải cao đến mét 3 mét 4 đi, uông hưng nghiệp cao 1 mét 75, nặng trăm cân, có thể leo lên được sao? Đội trưởng Tề thong thả nói, trên lý thuyết thì có thể làm được, nếu như dục vọng muốn chết cực kỳ mãnh liệt, phó đội trưởng nghiêm, cậu muốn làm gì? Âm điệu của anh ta trầm xuống, chỉ thấy nghiêm tà đi tới bên lan can, hai tay chống lên lan can lòng bàn chân cách mặt đất, chân phải đồng thời móc vào bờ lan can, nửa thân trên nhô ra ngoài, chỉ cần hơi nhô về trước thêm chút nữa, cả người sẽ tự do rơi xuống hơn 10 tầng lầu đội trưởng tề đảo bước sông lên còn chưa kịp với tay tới nghiêm tà đã thấy hắn cười hề hề nhảy trở lại mặt đất phủi bụi trên tay tôi cảm thấy trên thực tế không làm được Cậu, nghiêm tà vỗ vào vai đội trưởng tề, thân thiết để lại nửa dấu tay bụi đất trên bộ đồng phục phẳng phiu của anh ta, đội trưởng tề, anh xem, người này nếu muốn bỏ qua lan can nhảy xuống mà dưới chân không có bất cứ thứ gì làm đệm, ít nhất phải thực hiện động tác vươn người ra trước, với thân hình của tôi tùy tiện làm chục lần cũng không thành vấn đề, còn như uông hưng nghiệp ấy à, tên béo này không phải bị người nâng lên rồi ném xuống đấy chứ. Đội trưởng tề vừa phủi bả vai vừa cau mày nói, tại hiện trường không có bất kỳ bằng chứng nào ủng hộ quan điểm này. Vậy còn camera giám sát an ninh trật tự xung quanh đây thì sao? Tòa nhà này vốn thuộc về góc chết của camera, đêm qua mưa to dẫn đến mất điện, tất cả đèn đường đều tắt ngúm, căn bản không có manh mối nào để điều tra phá án, nhân viên giám sát chỗ chúng tôi vốn eo hẹp, có xem đi xem lại mấy lần băng thu hình cũng vô ích. Mã tường không nhịn được sen mồm vào, nếu vậy, nhân viên giám sát ở kiến ninh chúng tôi dư này, chi bằng điều mấy người tới hỗ trợ đi. Xin lỗi, không thể làm như thế được, đội trưởng Tề lắc đầu, lời nói rất khách khí, thái độ cũng rất kiên quyết, vì vụ án xảy ra ở khu vực quản lý của Cung Châu, nên theo lý là do Cung Châu chúng tôi làm chủ, người của các cậu dù chỉ muốn liếc mắt xem video, đó cũng là tham gia vào phá án liên tỉnh, trước hết cứ lấy được văn bản phê duyệt chính thức của bộ đi rồi nói sau. Mã Tường lập tức phẫn nộ, còn chưa kịp nói gì, đã bị nghiêm tà dần lại. Vượt ra ngoài dự liệu của đội trưởng Tề, nghiêm tà đã không phải là kẻ hay sinh sự náo loạn cả hai phòng công an tỉnh 5 năm trước nữa, hắn hoàn không không tức giận, thậm chí còn rất ôn hòa lễ độ, vậy theo như nhận định của đội trưởng Tề, vụ án này hẳn là sợ tội tự sát. Đội trưởng Tề trầm ngâm vài giây, rồi gật đầu, thực sự không có bằng chứng cho thấy gã không phải tự sát. Đến cả cao phán thanh lớn tuổi như vậy suýt chút nữa bật thốt lên mắng đạ mú thằng con nào có bệnh hơn nửa đêm chạy tới đây tự sát, chẳng phải là ăn ốc nói mò sao. Nhưng Nghiêm Tà không nổi giận, thậm chí còn không lên tiếng, móc từ trong túi ra hai điếu thuốc mềm trung hoa, đội trưởng Tề do dự một lát rồi vẫn nhận lấy, nói câu cảm ơn. Anh em cảnh sát hình sự chúng ta cả ngày phá án cũng thật là vất vả, Nghiêm Tà vừa giúp anh ta châm thuốc vừa thở dài nói. Đội trưởng Tề nhả ra một làn khói, sắc mặt hơi hóa hoãn vài phần, ra hiệu cho nhân viên khám nghiệm hiện trường tiếp tục làm việc của mình, chợt ngoắc tay bảo đoàn người Nghiêm Tà đi theo xuống lầu. Chú em, đội trưởng Tề kẹp điếu thuốc thở dài, nói: "Có một số việc một mình anh đây không thể tự quyết định được, chú hiểu không?" Nghiêm Tà chỉ cười không nói, "Anh cũng có nghe nói qua về vụ án bắt cóc hàng loạt trong vòng 2 năm qua ở tỉnh S các chú, nghe nói cái tên khốn kiếp Uông Hưng Nghiệp này còn cả gan ban ngày ban mặt thuê người tập kích cảnh sát phải không?" Vậy chỉ cần không phải kẻ đần thì đều biết sau khi bị bắt gá chỉ còn một con đường chết, viện kiểm sát và tòa án cũng sẽ không bỏ qua cho gá. Một tên tội phạm vô cùng gian ác như vậy, tự ý thức được đang ở bên bờ vực của cái chết, sợ tội tự sát không phải là chuyện rất bình thường sao. Và lại, những điều anh nói với chú đều xuất phát từ thật lòng. Đội trưởng tề như người đi xuống lầu, thở dài nói, tên này vừa chết, đã tiết kiệm được bao nhiêu phiền toái cho cục thành phố kiến ninh các chú còn gì. Khẩu cung, hồ sơ, chuỗi bằng chứng, bồi thường dân sự, còn cái cọ qua lại với viện kiểm soát. Nếu anh là chú, buổi tối còn muốn đắp chăn len lén cười đấy. Vốn là hơn 10 người tăng ca hơn nửa tháng, ha. Bây giờ thì ổn rồi, đã có thể kết án. Chính xác là như vậy, chủ mưu Uông Hưng Nghiệp đã chết, đám đồng bọn Phạm Ngũ cũng không chạy được bao xa, chờ bắt được mấy thằng cháu tập kích cảnh sát về, đánh cho thừa sống thiếu chết, nói không chừng còn moi ra được cái sưởng đen mà bọn chúng mua súng mua đạn. Mà Uông Hưng Nghiệp là người đã chết, không thể mở miệng nói chuyện, trên hồ sơ kết án nghiêm tà muốn viết thế nào thì viết mặc sức tô vẽ, gã cũng chỉ có thể đàng hoàng phối hợp với cảnh sát cái gọi là không có lo lắng không có rắc rối tưởng chừng như cực kỳ viên mãn là đây nói thì nói như vậy nghiêm tà cười nói nhưng chúng tôi vẫn còn một cặp thi thể nạn nhân còn chưa tìm thấy nơi chôn cất đây ôi rào đội trưởng tề muốn nói gì đột nhiên dừng lại một chút bốn người bọn họ trước sau theo hành lang đi xuống lúc này vừa đúng lúc đi qua tầng 7, nghiêm tà nhạy bén nheo mắt lại hắn rõ ràng nhìn thấy lúc đội trưởng tề xoay người cực không muốn người chú ý nhìn về phía căn nhà bên tay phải tựa như đang tận lực để ý cái gì đó khóe mắt nghiêm tà liếc một cái ở cuối hành lang cánh cửa căn nhà nào đó đang mở mơ hồ có một bóng người mặc đồng phục nhân viên điều tra hình sự chợt lóe lên bên kia xảy ra chuyện gì vậy nghiêm tà dường như thuận miệng hỏi tìm được nhân chứng à không có không có đội trưởng tề vội vàng nói hai ngày trước chủ nhà kia báo có người đột nhập trộm cắp hôm nay vừa vặn đến hiện trường tiện thể xem qua ánh mắt nghiêm tà bất động nhìn thấy đầu ngón tay đang đặt trên tay vịn cầu thang của đội trưởng tề khẽ thay đổi giống như là dùng sức kìm lại Người thường sẽ khó mà chú ý đến chi tiết này, lập tức số nhà kia trực tiếp in vào lòng Nghiêm Tà 701. Đột nhập trộm cắp trùng hợp lại đến đây vào hai ngày này, Nghiêm Tà đi theo đội trưởng Tề, bước chân không ngừng, vừa đi xuống vừa thản nhiên nói, vậy cũng phải tra cho thật tốt mới được, nhỡ may nội tình lại có liên quan đến vụ án uông hưng nghiệp nhảy lầu. Đội trưởng Tề cười ha hả, không lên tiếng, mãi đến lúc đoàn người ra khỏi hành lang, đi đến bên chiếc xe cảnh sát kiếm Ninh ở bên ngoài dây cảnh giới, anh ta mới vỗ vỗ vai Nghiêm Tà, "Chú em anh nói thẳng luôn vụ án này không có nội tình nghiêm tà khẽ mỉm cười bộ dáng xin rửa tay lắng nghe nếu uông hưng nghiệp không phải chết ở tiểu khu này thậm chí chỉ cần không phải tòa nhà này vậy chúng ta có thể mạo hiểm thử điều tra sâu thêm chút nữa nhưng bây giờ nhìn lại vụ án này đã được nhận định là sợ tội tự sát không chỉ thuận tiện đối với chú em đối với anh đây mà còn với cả cấp trên nữa đối với toàn bộ tình hình chung cũng là lợi nhiều hơn hại con ngươi của nghiêm tà khẽ co lại mã tường và cao phán thanh ở sau lưng hắn cũng đều sửng sốt trong tòa nhà này có cái gì, nghiêm tà lập tức hỏi. Đội trưởng tề lắc đầu, không lên tiếng, bầu không khí trầm mặc xung quanh chậm rãi lan ra, xuyên qua đám người đứng cách đó không xa, mấy chiếc xe cảnh sát cung châu đang vây trên bãi đất trống, mơ hồ có thể nhìn thấy nhân viên Pháp y sách mấy cái túi ni lông màu đen quanh đi. chương 78 trong căn nhà 701 từng xảy ra giết người diệt môn hay là án oan thiên cổ, phản ứng đầu tiên của nghiêm tà chính là cái này. Giang đình kẹp điếu thuốc, liếc hắn, tựa như có chút bất lực, không gì cả. Thế, trước tiên anh phải hiểu vì sao có một số việc nhìn qua mặc dù đơn giản như vậy, không quan trọng như vậy, nhưng người khác lại không muốn nói cho anh biết, cho dù ở bất luận góc độ nào thì nó đều là một câu trả lời có tiết lộ cũng vô hại. Giang Đình dừng lại một chút, nói, vì chân tướng luôn rắc rối khó gỡ. Bộ mặt thật của xã hội này cũng giống như tội ác, chỉ cần một góc nhỏ được vén lên là nhân viên điều tra hình sự có kinh nghiệm phong phú đã có thể đào sâu tìm hiểu nguồn gốc, đem từng vòng từng vòng nội tình liên kết với nhau đào lên từ 18 tầng địa ngục đặc biệt là anh một cảnh sát hình sự lấy bối cảnh tư bản hùng mạnh làm vốn liếng chủ trì công tác điều tra hình sự của cục công an thành phố trực thuộc tỉnh đồng thời bản thân còn có ham muốn phá án mạnh mẽ nếu một người có một trong ba điều kiện trên đã vô cùng phiền phức huống chi anh lại có đầy đủ cả ba điều ai có thể đảm bảo trạng thái của anh luôn luôn ổn định không bao giờ bị bệnh nhỡ may anh giống như một cỗ xe tăng hừng hực lửa sông ngang đánh thẳng vào chiến trường ai có thể đứng lên khống chế cục diện Nghiêm tà bị mấy câu chất vấn làm cho ngần ra, ngón tay lập tức chỉ vào mình, tôi nhìn qua giống như một người tùy lúc sẽ ngã bệnh. Giang đình nhấc mí mắt lên nhìn hắn, thở dài, hừm, nghiêm tà không tin hít vào một hơi, vậy anh nói cho tôi biết trong phòng 701 kia từng xảy ra chuyện gì, tại sao tề tư hạo lại không dám tiếp tục điều tra sự kiện uông hưng nghiệp nhảy lầu, tôi đảm bảo sẽ không đập vỡ nồi đất cha hỏi tới cùng. Giang Đình cúi đầu búng tàn thuốc động tác nhỏ nhẹ, sau đó anh nói, "Chuyện này không phải tôi tra được, mà là tôi nghe nói, người nói cho tôi nghe chuyện này cũng đã bất chấp mạo hiểm, bởi vì thời gian phát sinh là sau vụ nổ nhà máy nhựa Cung Châu 3 năm trước." Nghiêm Tà đột nhiên sững sờ, lại là thời gian đó. Thế tại sao Giang Đình lại hỏi thăm được? Lần đó sau khi hành động thất bại, cục công an tỉnh đã thành lập tổ điều tra về phương diện này, nhiệm vụ hàng đầu là điều tra tin tức tình báo bí mật liên quan đến địa điểm giao dịch ma túy mà nằm vùng. Đinh tán, chuyển cho cảnh sát rốt cuộc có thật hay không? Trước khi cảnh sát bắt đầu hành động đã chắc chắn tin tức tình báo mật này là quy cơ chuyển ra cho đinh tán thông qua mạng lưới liên lạc được mã hóa nào đó. Sau khi đinh tán hy sinh, tổ điều tra lấy được thiết bị điện tử của gã, trải qua một loạt giải mã phức tạp theo dõi và định vị, đội kỹ thuật rốt cuộc cũng thu hẹp phạm vi đến tiểu khu này, sau đó là tòa nhà này, cuối cùng tra ra được căn nhà 701. Nói cách khác, nếu tin tức đinh tán nhận được thực sự tới từ quy cơ, như vậy nó được gửi đi từ nơi quy cơ đang ở cũng chính là trong căn nhà 701 của tòa chung cư này, giữa làn khói lượn lờ, Giang Đình đột nhiên nhìn nghiêm tà, tiếp theo, có phải anh đang cảm thấy, nếu đã có thể theo dõi phong tỏa số người ra vào tiểu khu này, thì có thể kiểm soát được quy cơ. Theo lẽ thường thì đúng là như vậy, 80% công việc của cảnh sát hình sự thời đại hiện nay đều ỷ lại rất nhiều vào các loại hình giám sát khác nhau do vậy thường xuyên đưa tới một số lượng lớn các loại nhiệm vụ tìm kiếm loại trừ, cũng từ khía cạnh trên chứng minh quy trình phá án khô khan nhàm chán thường ngày của cảnh sát hình sự trong thực tế. Nhưng nghiêm ta biết nếu anh đã hỏi như vậy, chứng tỏ tổ điều tra của Cung Châu lúc đó không thể điều tra theo hướng này. Bởi vì sau khi theo dõi camera thu hình phát hiện, các loại xe cộ ra vào tiểu khu có bề ngoài xấu xí này, có một số là đăng ký dưới danh nghĩa xí nghiệp tư nhân, mà một số xí nghiệp tư nhân này lại có quan hệ liên kết chặt chẽ với thân nhân của các quan chức cấp bậc khác nhau có một số ít là miễn cưỡng phụ họa nhưng cũng là nhậm nhằng không rõ ràng nếu kéo xa thời gian theo dõi giám sát chút nữa bên trong tiểu khu lại còn mấy vị đại lão cấp bậc tiền bối ra vào bao gồm cả ông nhạc quảng bình phó thị trưởng cung châu vừa lui xuống lúc bấy giờ nhà quảng bình nghiêm tà đột nhiên nhớ lại ông ta là ai cục phó ngụy từng nói một nhà quảng bình là người duy nhất khẳng định giang đình vẫn chưa chết sau vụ nổ thậm chí có thể đã bị bọn buôn bán ma túy uy hiếp vì vậy ông ta chính là người dẫn đầu chủ trương thực hiện hành động cứu viện một chỗ này là cục trưởng lữ nói với xếp nghiêm không hiểu sao trong bản gốc tác giả lại viết là cục phó ngụy Giang Đình không nhìn ra sự biến hóa thất thường trên mặt nghiêm tà, giọng điệu tự thuật của anh vẫn rất bình tĩnh, những người và xe này mỗi người đều có lý do ra vào tiểu khu, ví dụ như đi thăm người thân thăm bạn bè hoặc chỉ thuần túy là đi ngang qua V, V. Có thể coi như là trong họa có phúc, nhưng dù vậy cuộc điều tra cũng rất khó tiếp tục tiến hành, nếu phạm vi thẩm tra bao gồm cả tiểu khu, không biết sẽ còn có bao nhiêu mối quan hệ nhạy cảm lộ ra giữa ban ngày, nhưng nếu chỉ nhằm vào tòa trung cư cùng căn nhà 700 Linh một kia, thì điều kiện giám sát theo dõi lúc đó lại không làm được. Đương nhiên, tổ điều tra 3 năm trước còn có rất nhiều manh mối khác, không nhất thiết phải chịu áp lực nặng nề đâm đầu đi thăm dò tiểu khu này, Giang Đình đổi đề tài, nói, người biết nội tình vốn đã ít, do đó manh mối này dần dần không giải quyết được gì, cục trưởng lữ của các anh hẳn là đã tham gia vào một ít công việc vòng ngoài của tổ điều tra, nên mới biết được những liên quan trong đó. Là ai nói với anh những nội tình này, nghiêm tà rốt cuộc không nhịn được hỏi. Giang Đình yên lặng chốc lát, nói, nhà Quảng Bình giữa hai người là quan hệ gì giang đình có cảm giác hơi buồn cười tuy rằng trên mặt không thể hiện ra ông ta là lão thượng cấp một tay cất nhắc tôi cũng chính là người cướp tôi khỏi tay ca bích sau khi vụ nổ xảy ra anh cảm thấy chúng tôi là mối quan hệ gì tâm tư nghiêm tà thay đổi thật nhanh không ngừng theo sát nếu thực sự năm đó là tổ điều tra cứu anh ra tại sao phía chính phủ lại không để lại bất kỳ ghi chép nào trong hồ sơ ghi rằng anh bị nổ tung đến xương cốt cũng không còn Điếu thuốc kia trừ hai hơi đầu còn lại Giang Đình đều không chạm qua, căn bản chỉ có mình nghiêm tà từ từ hút đến cuối, anh ấn chấm đỏ lập lè kia lên thùng rác, cười nói, vừa rồi không phải anh nói sẽ không đập vỡ nồi đất hỏi tới cùng sao. Nghiêm tà cứng họng, mặc kệ là uông hương nhập tự mình leo lên nóc tòa nhà kia, hay là bị uy hiếp, thì gá cũng đã chết. Giang Đình ném tàn thuốc vào thùng rác, lười biếng nói, chúng ta đều biết kẻ giết gá chắc chắn là ca bích nhưng hiện trường đã được xử lý rất sạch sẽ không một ai có thể nắm bắt được bất kỳ manh mối nào để điều tra tôi đoán uông hưng nghiệp trước khi chết cũng không nghĩ tới tên điên biến thái ca bích lại dám ra tay giết người ngay trên sân thượng tòa nhà kia sao 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 hàn tiểu mai muốn xuống xe lại không dám một mình ngồi đợi trong chiếc xe lớn giống như ngồi trên đống lửa đội phó nghiêm sao đột nhiên lại nổi giận cố vấn lục sao lại đối chọi gay gắt như vậy nhìn bề ngoài thì có vẻ như chỉ vì vụ án uông hưng nghiệp nhảy lầu không thể tiếp tục điều tra trên thực tế đến cô cũng có thể nhìn ra mâu thuẫn thực sự giữa hai người còn sâu hơn thế nhiều cố vấn lục không cô âm thầm sửa lại cách gọi của mình là đội trưởng giang. Trong mạng nội bộ gần như đã không tra ra được người này, cho dù hệ thống nội bộ còn lưu truyền cũng chỉ là vài chữ ngắn gọn, không ngoài là một đội trưởng một người chỉ huy không có năng lực hy sinh vì nhiệm vụ, hoặc là loáng thoáng bị nghi ngờ là người phản bội, cái trước là một kẻ ngu xuẩn cái sau là sỉ nhục, cho dù là chân tướng nào, cũng đủ để khiến cao tầng giữ kín như bưng. Nhưng Hàn Tiểu Mai lại có cảm giác chuyện không phải như vậy. Một người chỉ huy không có năng lực ngu xuẩn chôn vùi tính mạng đồng đội, sẽ không phải là người trong lúc xảy ra vụ đánh lén lập tức lao ra hiện trường phong tỏa nghi phạm theo sát hơn trăm km không ngừng nghỉ mà không để mất dấu mục tiêu một tên nội gián dựa vào bọn buôn bán ma túy phản bội công an sẽ không vào khoảnh khắc mạng sống bị đe dọa ra lệnh cho cô một thực tập sinh không quan trọng gì đợi trong xe một mình đi ra ngoài đối mặt với tên côn đồ vô cùng hung ác tranh thủ thời gian chờ đội phó nghiêm tới dù mọi người trúng khẩu thước kim, hay, ít nhất mình cũng có thể len lén cất giữ một chút suy nghĩ của bản thân, cô nghĩ thầm, chỉ cần mình không nói ra là được. Hai, trúng khẩu thước kim, miệng thiên hạ sói chảy vàng, ý chỉ sức mạnh ghê gớm của dư luận, trăm người ngàn ý, tốt xấu lẫn lộn. Chỗ ngồi phía sau đột nhiên vang lên tiếng chuông vô cùng quen thuộc là điện thoại di động của nghiêm tà lúc nãy vội đuổi xuống không để quên trên xe, cục trưởng lữ gọi lại cho hắn. Hàn Tiểu Mai vừa rồi còn cực kỳ kiên định với ý thức cách mạng trong phút chốc hồn vía lên mây, cô dồn sức nghiêng đầu nhìn ra hàng ghế sau, lại liều mạng duỗi đầu trông ra cửa sổ, chỉ ngắn mùi ba giây hai ý nghĩ, để mặc cho điện thoại đổ chuông đến khi nó tự ngắt cùng, cầm điện thoại xuống xe tìm đội phó nghiêm, đã rằng xé 180 hiệp rồi trong đầu cô, sau đó cô mới ý thức được cả hai sự lựa chọn tệ hại này rõ ràng khác đường cùng đích, đều là đợi điện thoại tự ngắt, đội phó nghiêm quay lại chắc chắn sẽ bùng nổ, xé xác cô thành từng mảnh nhỏ. Alo, alo, Hàn Tiểu Mai run rẩy nhận điện thoại trước khi tiếng chuông tự động ngắt, xin chào cục trưởng Lữ, cháu 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 là thực tập sinh của đội phó nghiêm. Cục trưởng Lữ bên kia điện thoại, à, một tiếng hỏi, đội phó nghiêm của cháu đâu? Hàn Tiểu Mai phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nói, đi toilet. Các cháu sắp đến huyện Giang Dương chưa? Từ Cung Châu về Kiến Ninh đúng là phải đi qua huyện Giang Dương, nhưng hiện tại bọn họ còn chưa ra khỏi Cung Châu đâu. Hàn Tiểu Mai nào dám nói dối cục trưởng? chỉ đành phải hàm hồ nói vâng, sắp. Sắp tới rồi, nhưng đội phó nghiêm còn ở trong toilet chưa ra, anh ấy đi. Đi, đi được một lúc. Phía bên kia điện thoại yên lặng trong chốc lát, được rồi, Cục trưởng Lữ tỉnh Bơ, nói, bên phía huyện Giang Dương có tiền triển về việc điều tra Phạm Chính Nguyên, hay cháu nói lại với nghiêm tà bảo nó nín đi đã, đến huyện Giang Dương lại tiếp tục bài tiết. Sao 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 10 phút sau, chiếc Mercedes-Benz lại tiếp tục chạy như bay về phía trước. Trải qua tìm kiếm sàng lọc, Quê quán của Phạm Tứ là một thôn nhỏ nào đó trực thuộc huyện Giang Dương, trước khi vụ án xảy ra đã trở về một chuyến, hiện đã an bài cảnh sát địa phương và chủ nhiệm chị An đi cùng chúng ta đến tiến hành lục soát. Nghiêm tà nghi ngờ hỏi, cô xác định là Phạm Tứ chứ không phải Phạm Ngũ. Hàn Tiểu Mai vừa lái xe vừa gật đầu lia lịa, nghiêm tà thò nửa người trên lên, nghi ngờ nhìn Hàn Tiểu Mai đang ngồi ở hàng ghế lái chầm chầm, cô nhất định cũng nghe được rõ ràng, đám người Phạm Ngũ kia có vũ khí đạn dược, nhỡ may phải đối đầu trực tiếp với đám người này, tôi mang một xe hai người một già yếu bệnh tàn sau đó hắn nhìn sang giang đình có bầu rồi đánh kiểu gì hàn tiểu mai giang đình đang đắm chìm trong thế giới cờ tướng đầu cũng không ngẩng lên nói hắn nói ngược tôi là người già yếu bệnh tàn nhưng em cũng đâu phải người có bầu giang đình nói vậy cô có khi phải chú ý một chút gần đây tôi thấy vòng eo của cô hình như lớn hơn đến một tấc Hàn Tiểu Mai ủy khuất điện thoại của nghiêm tài nhận được một tin nhắn mới, hắn cầm lên nhìn, khó hiểu nói, tại sao cục trưởng Lữ lại gửi một bài báo phổ cập khoa học về việc đàn ông trẻ tuổi dễ bị mắc bệnh chỉ nếu ngồi trồm hổm quá lâu trong nhà cầu vào nhóm hình sự. Hàn Tiểu Mai lập tức rụt đầu lại, giả bộ cái gì cũng không biết. Cái gọi là thôn thuộc huyện Giang Dương, thực tế còn cách huyện Giang Dương khá xa. Bởi vì trời cao hoàng đế xa, đồn công an thị trấn phải trông nom quản lý mấy ngọn đồi rộng lớn cho nên mỗi thôn đều tự thành lập một chủ nhiệm trị an không có trong biên chế nhiệm vụ đối nội của bọn họ là chuyên giải quyết mấy chuyện nhỏ như hôm nay chó nhà đông cắn gà nhà tây ngày mai dê nhà nam ăn cỏ nhà bắc tác dụng đối ngoại chính là lúc xảy ra chuyện lớn sử dụng ưu thế dân bản xứ phối hợp với dân cảnh ở đồn công an tiến hành công việc giống như loại việc lục soát này đối với nghiêm tà mà nói là thuận đường nhấc tay đối với đồn công an địa phương và chủ nhiệm trị an thì chính là chuyện lớn mấy năm mới gặp một lần cục trưởng lữ đã làm tốt công tác chào hỏi với huyện giang dương có lẽ là cố ý dặn dò nói mấy câu như thời gian gấp gáp nhanh để cho phó đội trưởng đội hình sự chúng tôi làm xong chuyện còn trở lại chủ trì công việc cho nên lúc mấy người nghiêm tà chạy tới đồn công an thị trấn đồn trưởng đã đích thân dẫn theo một cảnh sát trung niên gầy gò hết sức lo sợ đứng chờ ở cửa Gặp mặt cũng không hàn huyên gì nhiều, càng không có thời gian uống rượu, nghiêm tà nhét cho mỗi người hai gói thuốc Trung Hoa, tạm biệt đồn trưởng, dẫn theo người cảnh sát cười đến không thấy mắt kia lên xe, lại một mạch lắc lư đi vào thôn, đường núi rất khó đi, khi đến cửa thôn trời cũng đã tối, chủ nhiệm chị An địa phương vừa thu hoạch xong ruộng dưa nhà mình, đang ngồi trên máy cày chờ bọn họ, vừa phe phẩy cây quạt lớn vừa khua chân nghiêm tà để giang đình ngồi ở ghế phó lái mình thì cùng người cảnh sát gầy ngồi ở phía sau một đường đông lạp tây xả trò chuyện làm quen liền vỗ vỗ anh ta nói anh nói với ông bác này nói là tôi biết nửa đêm dẫn đường cực khổ sẽ không để ông ấy làm không công bảo ông ấy nhanh chóng đưa chúng tôi đến nhà phạm tứ tôi sẽ mua hết xe dưa hấu kia cho ông ấy người cảnh sát gầy vui vẻ làm việc nghĩa quay cửa kính xe xuống dùng tiếng địa phương nói với vị chủ nhiệm chân lấm tay bùn kia chủ nhiệm vừa nghe xong hết sức vui mừng luôn miệng tâng bốc lập tức từ sau lưng rút ra một con đao dài sáng lóa. nghiêm tà nghiêm tà theo điều kiện phản xạ vươn tay sờ súng người cảnh sát trung niên kia vội và ngăn hắn lại khoan khoan đợi chút ông ấy chỉ muốn bổ dưa mời anh ăn thôi nghiêm tà giờ khóc giờ cười ăn cái gì mà ăn trời cũng tối thui rồi nói với ông ấy không cần bổ không cần bổ ấy ấy hay là bổ một miếng đi, vì cố vấn lục thân kiều thịt mắt này của chúng tôi từ lúc tối tới giờ chưa có cái gì vào bụng. Nào, cố vấn lục ăn miếng dưa giải khác, vừa nói vừa tự tay nhận lấy miếng dưa hấu đỏ mọng trong ánh mắt thèm nhỏ dãi của Hàn Tiểu Mai đưa cho Giang Đình. Muốn ăn hả, Giang Đình nhỏ giọng hỏi, Hàn Tiểu Mai tha thiết gật đầu. Lái xe đi, Giang Đình phân phó, đợi làm xong việc tôi bổ cho cô ăn. Hàn Tiểu Mai được khích lệ vô hạn, khởi động D65 đuổi theo chiếc máy cày của chủ nhiệm chị An ở phía trước. Trong thôn trời vừa tối liền tắt đèn, trên đường núi chân chính đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù có bật đèn pha cũng không chiếu được bao xa, lúc này ưu thế của dân bản xứ liền lộ ra, máy cầy hì hà hì hục lòng vòng không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng vòng qua 9 khúc quanh 18 khúc cua, dừng lại trước một sườn núi, chủ nhiệm chị An quay đầu nhìn lại G65 giống lên mấy tiếng. Không lái qua được, phải đi bộ, người cảnh sát kia phiên dịch cho nghiêm tà, phía sau chính là nhà mà năm đó Phạm Tứ ở, được, làm phiền ông ấy dẫn chúng tôi đi, nghiêm tà từ trong bóp rút ra mấy tờ tiền, trời tới cũng không đếm là bao nhiêu tờ, cảm nhận độ dày không sai biệt lắm, kín đáo đưa cho người cảnh sát, tỏ ý nhờ anh ta chuyển cho ông bác kia, hàn tiểu mai đợi trong xe, cố vấn lục đi với tôi, nhớ mang theo hộp khám xét. Nông, chương 79, bụi đất mù mịt bay lên, rồi chậm rãi rơi xuống, nghiêm tà sừng sốt một lúc lâu mới thốt lên, sức tiềm tàng này thật lợi hại trước đây tôi cũng từng giang đình phủi phủi tay đứng lên vẫn còn thở hổn hển vật lộn cận chiến đạt được một trong ba vị trí đứng đầu khoa phù phù nghiêm tà cân nhắc một hồi hỏi khoa quản lý hay hình sự còn chưa kịp dứt lời hắn đã nhận được cái nhìn lạnh lẽo đến từ giang đình ở phía đối diện hầm trú ẩn không sâu trên dưới chỉ cao bằng hai đầu người dưới đáy đặt ngổn ngang mấy cái giá phủ vải bạt hơi giống hầm rau dưa trong nhà người dân miền bắc không gian chỉ đủ cho hai người đứng đối mặt nhau đến xoay người cũng có chút khó khăn nghiêm tà dẫn đầu leo xuống dùng đèn pin quét một vòng giang đình ngồi xổm trên đỉnh đầu hỏi có phát hiện gì không nghiêm tà đột nhiên ngoác ngoác tay xuống đây sao thế không có thời gian giải thích mau xuống đây Giang Đình không rõ cho lắm, xuôi theo chân cái giá leo xuống hầm trú ẩn, còn chưa kịp đứng vững thì bị nghiêm tà ôm lấy bịt miệng lại. Anh ưm, đèn pin lạch cạch rơi xuống đất lăn hai vòng, vầng sáng chiếu lên hai bàn chân đan sen của hai người, đi lên nữa là đầu gối cùng bắp đùi dính chặt vào nhau, tiếng quần áo cọ sát cùng tiếng thở dốc vang lên rõ ràng trong lòng đất an tĩnh, khoảnh khắc nuốt nước bọt còn mang theo tiếng nước chảy nhỏ vụn, Giang Đình phát ra một tiếng ưm, trầm thấp. Không cho tôi hôn hả?" Nghiêm Tà nhỏ giọng hỏi, cưỡng ép đè y vào tường đất, trong không gian nhỏ hẹp không cần phí sức lực cũng đủ để Giang Đình không thể động đậy, tôi cứ hôn đấy. Đồng ruộng yên tĩnh, vầng sáng ảm đạm, hơi thở dây dưa khiến người ta mất tập trung, đôi môi bị hôn đến đỏ mọng của Giang Đình hơi hé mở, Nghiêm Tà dùng ngón tay cái lần lượt vuốt ve, một lúc lâu sau lại lần nữa cúi đầu hôn xuống, chiếu ra hình bóng không thể tách rời. "Anh thật là..." Hở răng nanh của Nghiêm Tà cắn vào lỗ tai Giang Đình, khàn khàn nói, "Tôi làm sao?" Giang Đình làm bộ muốn đẩy hắn ta, túm lấy chân cái giá, nghiêm tà cuống quyết bắt lấy anh, đừng đi, đừng đi, không lừa anh, thật sự có phát hiện thật mà, đây nè. Nghiêm tà giống như làm ảo thuật, nhặt đèn pin lên ngồi xổm xuống, vén cái vải bố chống thấm nước lộn xộn kia lên, chỉ thấy trên cái giá có một bọc đồ màu đen, được bọc rất tỉ mỉ, lấy xuống mở hết lớp này đến lớp khác mới lộ ra một một chồng vật cứng vuông vắn gói trong túi giấy màu trắng. Giang Đình phủi phủi tay, anh biết đồ vật giống như cục gạch này là cái gì tiền mặt. Có chút nặng, nghiêm tà ra hiệu cho anh nhìn, phía trên có chữ. Giang Đình cúi đầu xuống, dưới ánh sáng đèn pin, trên túi giấy trắng dùng bút đen viết mờ mờ bốn chữ, 250 ngàn. Trong chùm ánh sáng đan sen sắc mặt hai người đều có phần tối tăm không rõ, một lúc lâu sau nghiêm tà mới hỏi, thường thì sát thủ sẽ nhận một nửa, sau khi thành công mới nhận nửa còn lại, đúng không? Giang Đình nói, tôi làm sao biết được, tôi cũng chưa làm sát thủ bao giờ. Nghiêm tà ngồi trồm hổm dưới đất, Giang Đình đứng sau lưng hắn, ngại vì không gian có hạn nên hai người dựa sát vào nhau, nghiêm tà quay đầu nhìn Giang Đình, vẻ mặt vì cố nén cười mà có phần kỳ quái, chậm rãi nói, không nghĩ tới ở trong mắt Uông Hưng Nghiệp Anh lại rẻ như vậy, có 500.000. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Giang Đình hắn lại nhanh chóng bồi thêm một câu, không sao, trong mắt tôi anh đáng giá 5 triệu 50 triệu, không, em là bảo vật vô giá, Cút, Giang Đình rốt cuộc nhịn không được cười mắng, dùng đầu gối thúc vào lưng hắn, thu dọn nhanh lên, chuyến đi này cũng coi như là có kết quả. Nghiêm Tà không cam lòng đứng lên, còn muốn hôn, nhưng Giang Đình đã sớm có chuẩn bị ngả người về phía sau, dây dưa một lát đánh phải bất đắc dĩ từ bỏ, nắm lấy chân cái giá leo lên ra khỏi hầm trú ẩn. Không khí mát mẻ của đêm hè phả vào mặt người còn chưa ra khỏi đường hầm, đã hít một hơi thật dài không khí mát mẻ, vừa muốn quay đầu đón lấy 250 ngàn mà Giang Đình đưa tới, đột nhiên liếc thấy gì đó, động tác của hắn lập tức dừng lại. Trên bức tường ở sân sau, ánh trăng chiếu lên mấy bóng người lén lút, một tên đã nhảy xuống, còn hai tên đang nằm trên tường chuẩn bị nhảy, còn một tên dẫn đầu đang cầm đèn pin lia xung quanh, chùm ánh sáng chiếu đến nửa thân người lộ ra khỏi mặt đất của nghiêm tà, lập tức cứng đờ. Sau đó, có người ai biến cố phát sinh đột ngột, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nghiêm Tà lại liếc thấy trong tay đối phương có súng, lập tức đoán được thân phận người tới, buột miệng Phạm Ngũ. Phạm Ngũ chính là tên dẫn đầu cầm đèn pin kia, vốn là đang chuẩn bị nhào lên, đột nhiên nghe thấy tên mình, theo điều kiện lảo đảo lùi về phía sau, chỉ trong tháng 1 năm 1000s ngắn ngủi, Nghiêm Tà gắt gao ấn Giang Đình ở sau lưng trở lại đường hầm, sau đó lập tức lăn một vòng rút súng lục ra, nghiêm nghị cảnh cáo, cấm nhúc nhích cảnh sát bọn côn đồ định xông lên liều mạng nghe được cảnh sát phản ứng đầu tiên là quay đầu chạy trốn hai tên đang ở trên tường lập tức muốn nhảy ra ngoài nhưng bọn chúng còn chưa hoàn toàn nhảy xuống đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy đến gần người cảnh sát gầy gò của đồn công an thị trấn bất ngờ xông vào nhìn thấy trận thế ở sân sau lập tức sợ ngây người có có súng Nghiêm tà đột nhiên kịp phản ứng, bây giờ phần lớn cảnh sát cơ sở xuất cảnh đều không mang theo đạn, nhiều nhất cũng chỉ mang theo súng rỗng giả bộ ra dáng một chút nhưng cái tên gầy này ngay cả dáng vẻ cũng không giả bộ được, trực tiếp gọi ra. Chạy, đi gọi cứu viện, nghiêm tà buột miệng, cũng trong lúc đó phạm ngũ cũng đồng thời phản ứng, chỉ có một tên cớm, đừng sợ, nhớ lấy tiền. Hai tên trên tường lên tiếng đáp lại nhảy xuống, sân sau nhất thời nhiều thêm bốn tên côn đồ, người cảnh sát gầy không đợi nghiêm tà nói lần thứ hai, lập tức tông cửa xông ra ngoài mọi người thường chỉ có mấy giây để đưa ra lựa chọn, thậm chí đôi lúc mấy giây cũng là nhiều, thời điểm sự việc chân chính xảy ra, chỉ có tiềm thức làm chủ mà thôi ít nhất sau này lúc nghiêm tả nhớ lại chuyện này, chỉ nhớ tới một ý niệm trong đầu, nếu mình bỏ chạy, Giang Đình trong hầm trú ẩn phải làm thế nào? Giang Đình không có súng, cũng không thể chạy thoát, vào giây phút nguy hiểm đó anh còn trông giữ 250.000 tiền tang vật, đám người này tuyệt đối sẽ không vì Giang Đình hai tay dâng số tiền kia lên mà tha mạng cho anh, bọn chúng là những tên liều mạng ngay cả cảnh sát cũng dám giết nghiêm tà quyết định nhanh như chớp ép sát mặt đất tránh được viên đạn của đối phương đồng thời bước nhanh lên trước một phát súng đoàn vang lên đầu đạn dán sát lòng bàn chân tóe ra tia lửa tia lửa kia thoáng qua rồi biến mất ngay lúc nó biến mất nghiêm tà đã vọt tới trước mặt tên dẫn đầu phạm ngũ không nói hai lời đá ngay vào ngực gã Phạm Ngũ không nghĩ tới cái tên cảnh sát này dám một mình chống cự với bốn người bọn họ, lập tức mắng to một tiếng, giữa lúc hoàng hốt bắn trượt ở cự ly gần, khẩu súng bị nghiêm tà bay lên đá vào bụi cỏ, lúc này, một tên côn đồ khác lập tức nhào lên hỗ trợ, vừa mới chạm vào vạt áo đã bị nghiêm tà trở tay túm lấy cánh tay, một cú ném qua vai cực kỳ lưu loát, gã nặng nề nện xuống đất, hắn được thế bẻ gãy xương cổ tay đối phương, sắc. A à a à à, tên côn đồ đồng thời hét lên thảm thiết, Phạm Ngũ vung cái đèn pin không đầu không đuôi lên làm vũ khí, chiếc đèn pin làm bằng nhôm vừa vặn đập vào trán Nghiêm Tà, chất lỏng ấm áp lập tức ồ ạt chảy xuống. Nhưng lúc đánh cận chiến căn bản không có cảm giác đau, ngược lại mùi máu tanh còn kích thích sự hung hãn từ trong xương tủy của Nghiêm Tà, hắn đoạt lấy đèn pin nổi điên vụt mạnh mấy phát vào bên người, trực tiếp đập bể đầu chảy máu một tên côn đồ vừa xông lên khác. Phạm Ngũ tức giận hét lên, lên, giết nó, trong bóng tối, ba tên cùng lúc xông lên, đặt súng trong tay nghiêm tà, nếu là ở bên ngoài, hành vi cướp súng này cũng đủ cho mỗi người ngồi tù 10 năm, nhưng lúc này sự cám dỗ của tiền bạc và nỗi sợ bị bắt khiến mấy tên côn đồ mất hết lý trí. Trong lúc hỗn loạn, nghiêm tà cảm giác được mình bị người siết chặt từ phía sau, đồng thời ngón tay cầm súng bị cưỡng ép vặn ra, mùi máu nồng nặc lập tức xông lên đỉnh đầu, hắn cắn răng giơ tay lên bóp cò súng. Đoàn, đoàn, máu, máu, a à a, à à, có máu. Trong bóng tối có người quỳ xuống, khẽ lay động, sau đó cơ thể suy sụp ngã xuống đất, phát ra tiếng bịch. Tiếng động kia không được coi là nặng, nhưng lại giống như một cái chùy nặng nề nện vào lòng tất cả mọi người, toàn bộ thế cục trong nháy mắt đông cứng lại, thời gian như ngừng khoảng 2-3 giây, phạm ngũ đột nhiên kịp phản ứng, bộc phát ra tiếng giống the thé, nhanh, hạ súng của nó. Nghiêm tà bước ra lui về phía sau, nhưng giữa thế tấn công của ba người mất đi thăng bằng lảo đảo một phát, khẩu 92 rời tay rơi xuống đất, một tên côn đồ lập tức nhào lên cướp. Nhưng Nghiêm Tà cũng phản ứng rất nhanh, tung người lên đá bay khẩu 92 đi, ngay sau đó hắn bị Phạm Ngũ ở phía đối diện kéo lại đấm cho mấy cú, phun ra một ngụm nước miếng mang theo tia máu. Bố đờ cờ mờ chúng mày, từ trước tới nay đều là nghiêm tà đánh người, chứ chưa từng có ai đánh hắn, hôm nay bị mấy tên côn đồ này đánh đã kích phát tất cả hung tính của hắn, lúc này, hai tên côn đồ còn lại không lôi được hắn ra, chỉ thấy hắn dùng đầu đâm ngã phạm ngũ, hai người đấm nhau túi bụi, nghiêm tà đột nhiên đụng phải cái gì đó, thuận tay nhặt lên dùng toàn bộ sức lực đập một phát. Bong, tiếng kim loại va chạm với sọ người vang vọng một lúc lâu phạm ngũ mở to mắt tay vẫn còn duy trì động tác nắm đấm trong hốc mắt nhanh chóng phủ đầy máu tươi màu đỏ tươi ào ào chảy xuống theo gò má sau đó máu từ lỗ mũi khóe miệng thậm chí cả lỗ tai cũng ồ ạt chảy ra trong nháy mắt nguyên cái đầu của gã biến thành hồ lô máu anh anh đại một tên côn đồ run rẩy lui về sau nửa bước đầu đầu anh bà vai phạm ngũ run lên, nửa người giật giật, giống như muốn chạm vào phần xương sọ bị lõm xuống của mình nhưng rõ ràng là không làm được, trong cổ họng phát ra tiếng rên ư ử, dương mắt nhìn chằm chằm vào nghiêm tà, ánh mắt tràn ngập oán hận cùng khó hiểu, sau đó thẳng đờ ngã xuống đất. Anh đại chết, hắn đánh chết anh đại. Nghiêm tà nhìn cái đèn pin bằng nhôm đầy máu trong tay, không khỏi sừng sốt cái thứ đồ chơi này vừa nãy rõ ràng cũng đập lên ót hắn, sao bây giờ lại đập vỡ sọ người rồi chạy chạy mau một tên côn đồ nhỏ con hét lên như điên quân cứu viện của hắn sắp tới rồi chạy mau tên nhỏ con giật lùi về phía sau nghiêm tà co cẳng đuổi theo đứng lại ánh trăng nấp trong tầng mây đột nhiên thoáng hiện một tên côn đồ đầu chọc chợt liếc thấy một vật phản quang cách đó không xa gã không chút suy nghĩ lập tức nhào qua bắt lấy mới cầm lên tay trong lòng vui mừng khôn xiết là khẩu súng của phạm ngũ lúc nãy bị nghiêm tà đá bay sự tỉnh táo của gã hầu như đã biến mất hoàn toàn, lập tức giơ súng lên chĩa vào nghiêm tà, đứng lại, đứng lại cho tao. lời còn chưa dứt, nghiêm tà đã phóng người lên ngã nhào xuống tên nhỏ con, lật người đứng lên thụi một đấm, đánh cho nghi phạm không kịp phản kháng, máu mũi nhanh chóng trào ra. sau đó hắn rút còng tay từ sau lưng ra, thuần thục vặn ngược hai tay tên nhỏ con, còn chưa kịp còng lại bên tai đã, đoàng hơi nóng quẹt qua tai, nghiêm tà đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi lập tức co lại. hắn đang đối diện với họng súng đen ngòm của tên đầu trọc ngắn ngủi chưa đến nửa giây nhưng trái đất đột nhiên như ngừng quay, tên đầu chọc hai tay giơ súng chĩa về phía nghiêm tạc, cặp mắt đỏ ngầu, sự hung dữ từ trong đó bắn ra. Nếu như gã còn có nửa phần suy nghĩ của người bình thường, thì lúc này nên vứt súng xoay người bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt, nhưng sau khi dốc toàn lực được ăn cả ngã về không, nỗi oán hận với thất bại đã định, cùng tâm lý cờ bạc bị máu tươi kích thích đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí, gã chỉ nghe được tiếng ù ù vang dội trong lỗ tai, sau đó cắn răng, nhắm vào nghiêm tà bóp cò đoàn viên đạn xoay tròn phá tan bầu trời đêm mang theo đóa hoa máu nở rộ a a a a a a a tiếng kêu thảm thiết vang lên đứt quãng tên đầu chọc ôm tay ngã xuống đất không ngừng lăn lộn khẩu súng sớm đã bay ra ngoài tường nghiêm tà không tin được nhìn về nơi tiếng súng phát ra trong bóng đêm chỉ thấy giang đình đứng cách đó vài bước tay cầm khẩu súng thở dốc không ngừng ánh trăng sáng tỏ chiếu lên gò má của anh làn da ướt đẫm mồ hôi lạnh phản chiếu ánh sáng lung linh đôi môi tím tái đôi mắt anh nhắm chặt tên nhỏ con không biết lấy sức lực ở đây ra thoát khỏi nghiêm tà đang mất cảnh giác chạy như điên ra ngoài nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh một bóng người nhảy lên bờ tường đạp khoảng không rơi xuống đất bước nhanh lên phía trước tung người lên đá một phát khiến cho tên nhỏ con liên tiếp lui về phía sau mấy bước tiếp theo đó tên nhỏ con còn chưa kịp bò dậy trước mặt chính là còng tay cuốn theo gió vù vù hai cái rồi rút ra làm gã suýt chút nữa phun luôn răng cửa gào khóc kêu đau người tới bừng bừng sát khí dùng một chân dẫm tên côn đồ nhỏ con lên đất lạch cạch khóa còng tay lại lúc này mới ngẩng đầu lên gọi đội phó nghiêm cố vấn lục hai người không sao chứ quả nhiên là quân cứu viện mà người cảnh sát gầy gọi tới hàn tiểu mai nghiêm tà chuẩn bị lên tiếng đáp lại chợt trông thấy giang đình giống như vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng bước vội đi về phía bên này nghiêm tà không biết mình nghĩ gì có lẽ đơn giản chỉ là do đầu óc trúng gió hoặc do vừa trải qua giây phút sinh tử khiến tiềm thức lóe lên một cái linh cảm nuốt ngược câu bọn anh không sao trở lại sau đó không nói tiếng nào ngã nhào xuống đất đội phó nghiêm hàn tiểu mai không hiểu chuyện gì nên anh sao thế giang đình dừng chân đội phó nghiêm trên mặt giang đình phút chốc không còn giọt máu gần như lảo đảo đuổi lên phía trước quỳ nửa người xuống dưới ánh trăng chỉ thấy hai mắt nghiêm tà nhắm nghiền hơn nửa gương mặt đều là máu nghiêm tà giang đình do thử hơi thở của hắn cũng không chú ý đến ngón tay đang run rẩy dữ dội của mình tỉnh tỉnh nghiêm tà nghiêm tà đừng giỡn âm cuối của giang đình trong nháy mắt kéo dài tay chân anh luống cuống chỉ có thể ôm lấy nửa người trên của nghiêm tà ra sức chặn vết thương trên trán kia lại rõ ràng là máu nóng nhưng toàn thân anh lại run lập cập như ngâm trong nước đá mỗi một chữ đều mang theo âm thanh run rẩy nghiêm tà tỉnh lại xin anh tỉnh lại gọi xe cấp cứu gọi xe cấp cứu Hàn Tiểu Mai cũng luống cuống, điện thoại di động vừa móc ra đã lạch cạch rơi xuống đất, phịch cô quỳ xuống điên cuồng lần mò. Nghiêm Tà ý thức mờ mịt, giang, giang đình, đừng. Chương 80, sáp vi tinh thể, sáp candelia, dầu thầu dầu hydro hóa, dầu hạt cọ hydro hóa, dầu cọ hydro hóa, các hợp chất phân tử ion sắt. Nghiêm tà trên đầu dán băng gạc, đập bản báo cáo phân tích lên bàn nhà hàng xoay trên không do nhà họ nghiêm đầu tư mùi thơm nước mũi tiếng đàn dương cầm du dương cánh cửa phòng riêng vừa đóng lại ngăn cách toàn bộ tiếng trò chuyện và tiếng cười khe khẽ ở bên ngoài chỉ có tiếng gió từ không trung mang theo tiếng chim hót lọt vào qua khe hở cửa kính trên cao Ba rưỡi đêm qua bọn họ mới về tới Kiến Ninh, nghiêm tà bị phân cục đưa thẳng lên xe cấp cứu, sau khi biết tin, đêm qua phó chi đội bị đám côn đồ phạm ngũ cầm súng hành hung, hơn một nửa lãnh đạo cục thành phố tầng tầng chấn động, cục trưởng lữ nửa đêm canh ba lao tới bệnh viện, lúc chạy tới phòng cấp cứu còn đi dép lê trong nhà, ngay đến vại trà bản thể của ông cũng không kịp lấy. Trung tâm báo động không nói rõ ràng, tất cả mọi người đều cho rằng nghiêm tà trọng thương sắp chết, ai ngờ đội phó nghiêm không hổ là người đàn ông được mệnh danh là siêu quái vật, cái chán cứng rắn bị đánh như thế mà chỉ chóc ra chảy máu, không ảnh hưởng gì đến đầu óc. Hắn ngồi trong phòng cấp cứu truyền nước báo cáo kết quả khám xét ngôi nhà của tên tội phạm Phạm Chính Nguyên, nộp lên 250.000 tiền tham ô, sau đó theo như bọn họ đã bàn bạc trên đường, an bài công lao bắn chết tên côn đồ lên đầu Hàn Tiểu Mai hàn tiểu mai vô cùng thấp thỏm bất an cũng may cục trưởng lữ chỉ quan sát cô mấy lần rồi gật đầu không hỏi gì thêm nghiêm tà như con cáo xảo quyệt vừa đối đáp với lão cục trưởng vừa qua loa đối phó với ba mẹ ở bệnh viện ngủ một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau mới bị cái bụng đói làm cho tỉnh lại Đội phó nghiêm đầy máu hồi sinh rửa mặt cạo râu, thay áo sơ mi quần tây cắt may cầu kỳ tinh tế, giống như nhân vật nam chính tinh anh trong một bộ phim truyền hình lúc 8 giờ xuyên qua phim tội phạm Mỹ, từ trong ra ngoài đổi mới rực rỡ hẳn lên, sau đó cầm theo báo cáo điều tra kỹ thuật nhanh nhẹn trốn ra tìm đội trưởng Giang ăn cơm. Giang Đình đã ăn rồi, trước mặt là ly cà phê nóng hổi và bánh ngọt cau mày cầm lấy bản báo cáo, mỹ phẩm phải thành phần mỹ phẩm nghiêm tà ăn như hổ đói quét sạch một đĩa mì ý tôm hùm thở dài thỏa mãn lão hoàng bên đội điều tra kỹ thuật nói kết quả kiểm nghiệm giống y đúc chỉ kẻ mày của cô gái trong phòng bọn họ giang đình gật đầu bưng ly cà phê lên uống một hớp nghiêm tà bất thình lình hỏi nhưng sao anh biết không lẽ anh từng dùng qua giang đình suýt nữa sặc cà phê dương mị dùng hai người rốt cuộc có quan hệ gì cả ngày không phải là máy uốn tóc thì chính là bút kẻ lông mày không lẽ hai người còn dùng chung một chai sữa rửa mặt Giang Đình bất đắc dĩ nói, thời gian Dương Mị làm mật thám ở Cung Châu, có một lần ở quán ba trong lúc cấp bách muốn truyền đạt thông tin tình báo, nhưng trong tay lại không có bút nên đã dùng chỉ kẻ mày và son môi, về sau, có lẽ là mật thám chiến đấu giữa nội bộ đám tội phạm ma túy, mỗi lần cô ấy tuần tin đều dùng bút chỉ kẻ mày và son môi, còn căn cứ theo độ đáng tin cậy của tin tình báo mà thay đổi màu sắc. Nghiêm tà nghiêm túc nói, lần sau đừng như vậy nữa, dựa vào kinh nghiệm hơn 10 năm làm công việc điều tra hình sự, theo như tôi phân tích thì cô ta muốn quyến rũ, hai người mắt lớn nhìn mắt bé một lúc lâu sau giang đình chỉ chỉ vào bản báo cáo tôi tạm thời thừa nhận về phần son môi nhưng chỉ kẻ mày thì chưa chắc tôi chỉ có thể nói rõ một điều người giao khoản tiền này cho phạm chính nguyên rất có thể là phụ nữ nghiêm tà nheo mắt lại quy cơ giang đình đang muốn nói gì đó cửa phòng bị gõ hai cái sau đó một thằng nhóc trẻ tuổi ló đầu vào trên mặt là biểu tình quấy dày mã tường nghiêm tà kinh ngạc sao chú lại ở đây giang đình vẫy tay bảo cậu ta vào là tôi gọi cậu ta tới có mang theo không có có, em còn đặc biệt tìm một cái máy vi tính sách tay mang tới, mã tường thả cái túi sách trên vai xuống, không mảy may khách khí gọi nhân viên phục vụ mang ít đồ ăn lên dù sao cũng là nhà hàng do anh nghiêm nhà cậu mở, cậu cũng không phải lần đầu tới đây, gọi đồ ăn tự nhiên như xe nhẹ chạy đường quen, gọi xong cậu trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa, lúc này mới lôi một cái USB cùng với laptop từ trong túi sách ra trong ánh mắt nghi ngờ của nghiêm tà. Nghiêm tà hỏi, hai người lén lút làm gì sau lưng tôi đó, tôi bảo mã tường tìm đội kỹ thuật của các anh sao chép một số thứ từ máy vi tính của uông hưng nghiệp tối hôm qua trên đường từ huyện giang dương trở về kiến ninh tôi đã gọi điện thoại dặn dò ngay trước mặt anh hàn tiểu mai có thể làm chứng sao tôi lại không có ấn tượng gì cả giang đình lạnh lùng nói lúc đó anh sốt cao nói nhảm à đúng nghiêm tả nhớ ra chính là lúc tôi lơ mơ lên kế hoạch hai chúng ta ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật sao Giang Đình mặt không cảm xúc, anh nghiêm, mã tường biểu tình nghiêm túc, theo như em nghe được từ trong điện thoại, thì lúc đó anh đang bàn đến việc vóc dáng của cố vấn lục không giống người có thể đẻ thường, không biết có thể thuận lợi sinh cho anh hai đứa nhỏ không? Nghiêm tà, Giang Đình mở máy vi tính lên, cắm USB vào, dây lát sau trên màn hình trực tiếp hiện lên một loạt thư mục đồ ăn mã tường gọi đã được mang lên cậu ta ngồi vắt chéo chân ở một đầu khác của bàn ăn ăn uống thả cửa nghiêm tà rời cái ghế lại gần ngồi phía sau giang đình chỉ thấy trên màn hình tràn ngập các loại ký tự vô nghĩa sen lẫn một loạt tựa đề tiếng nhật tiếng anh tiếng trung phồn thể tất cả đều hết sức quen thuộc với mỗi một thằng trai thẳng khiến nghiêm tà tự nhiên dâng lên một loại cảm giác rất thân thiết Tuy tôi không nói được tiếng Nhật, nghiêm tà một tay chống cầm, dùng tư thái pho tượng trầm lặng suy tư nói, nhưng cảm tạ mấy bậc thầy vừa có đức vừa có nghệ ban tặng, tôi biết được từ cực thượng bút 30 đường, nhân gian phế nghiệp có nghĩa là gì, anh muốn làm gì. Giang Đình trượt con chuột xuống, nhanh chóng lướt qua mấy cái tựa để phim A giật gân, sau đó đột nhiên dừng lại, mở thư mục tương quan triển lãm nghệ thuật ra. Cái tên béo Uông Hưng Nghiệp này cũng thật kỳ quái, trong thư mục chuyên phim người lớn còn nhét tài liệu triển lãm vào, bình thường tìm kiếm không thấy phiền phức sao, Mã Tường vừa ăn vừa nhồm nhòm nói, hay gã ta là người rất chú ý đến việc làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, khi làm việc cũng không quên nhìn về phía các cô giáo thẩm du. Giang Đình nói, không, trong thư mục tài liệu triển lãm tất cả là tranh ảnh được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số, Giang Đình mở trang thứ nhất, phóng to vượt ngoài dự đoán của nghiêm tà, đó là một đôi chân phụ nữ dùng một loại tư thế cực kỳ chấn động xuất hiện trước mắt hắn đây là triển lãm tranh cá nhân của uông hưng nghiệp giang đình cuộn xuống từng trang hình ảnh trên màn hình liên tục thay đổi dưới đôi mắt sâu thẳm của y là thứ mà uông hưng nghiệp không thể nói ra miệng một thứ gã cực kỳ yêu thích nhưng chỉ có thể giấu trong máy tính âm thầm thưởng thức anh dừng một chút nói chứng ái vật một mã tường lúc sao chép cũng không nhấp vào thư mục để xem lúc này nghe giang đình nói xong thì cũng sững sờ như nghiêm tà sao anh biết gã mắc chứng ái vật nghiêm tà kinh ngạc hỏi lại Giang Đình thở dài, còn nhớ lúc Uông Hưng Nghiệp vừa chạy trốn, các anh đã lục soát nhà của gã ở Kiến Ninh, kết quả lục ra một đống vớ phụ nữ với đủ loại màu sắc và chất liệu không? Mã Tường sừng sốt nói, sau đó, bọn em có tiến hành tra hỏi mấy bạn giường của gã, mấy người phụ nữ kia cũng chia nhau nhận hết mấy cái vớ rồi. Cậu cho rằng gã cất giữ những chiếc vớ này là xuất phát từ tâm lý thích khoe khoang, chỉ một câu hỏi Giang Đình đã chấn áp mã tường, không, siêu tập vớ là một trong những đặc trưng điển hình bên ngoài của chứng ái vật, nhưng lúc ấy thứ khiến tôi chú ý không phải là cái này, mà là ở một điểm khác, độ tuổi của những người phụ nữ đó đều tập trung từ giữa 30 đến 40. Nghiêm tà vuốt cầm, lúc đó tôi cũng chú ý tới, nhưng tôi chỉ cho rằng bởi vì gã là trung niên, nên chỉ thích mấy người tương đối thành thục. Không phải là thích, là nghiện tình dục anh chú ý quan sát tất cả tranh mà gã sở hữu giang đình tiếp tục lướt xuống trên màn hình lóe lên vô số đôi chân không đếm xuể những đôi chân này đều có những điểm chung vô cùng rõ nét đều sơn móng chân lộng lẫy không hề mảnh mai thậm chí có khuynh hướng đầy đặn và cảm giác tuổi tác một người sau khi hình thành chứng nghiện tình dục sẽ rất khó thay đổi đối với một số ít người nghiện tình dục chỉ có thỏa mãn nhu cầu tâm lý mới có thể dẫn tới xung động sinh lý nói cách khác chỉ có một người phụ nữ thành thục đầy đặn và tô sơn móng chân mới có thể khơi gợi sinh lý tình dục của uông hưng nghiệp hai người không hiểu tôi muốn nói gì sao xung quanh chìm vào yên tĩnh mã tường ngay cả ăn cũng quên một miếng thịt bò cắt ra đã lâu cũng không đưa vào miệng Bộ vi, nghiêm tà lầm bẩm bộ vi nói Uông Hưng Nghiệp đã quấy rối tình dục con bé trong thời gian dài, còn suýt cưỡng hiếp. Giang Đình nói, điều này là không có khả năng, tiêu chuẩn đạo đức của bản thân Uông Hưng Nghiệp tương đối hèn hạ, nếu như có chấp niệm mãnh liệt như vậy, gã nhất định sẽ đi trộm vớ của con bé, nhưng lúc nãy Mã Tường cũng đã nói, tất cả những vật phẩm của phụ nữ mà gã cất giấu trong nhà đã được nhận sạch sẽ, và không hề có phần của bộ vi. Mã Tường thất thanh nói, cô bé kia đang nói dối. Khi tôi nhìn thấy năm chữ 250.000 kia liền cảm thấy hơi quá nắn nót thanh tú, không giống chữ mà một người như Uông Hưng Nghiệp có thể viết ra, thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là một loại cảm giác, sau đó tôi thấy tính chất nét chữ dầu sáp kia quá nhãn nhụi, không giống bút sáp màu mà giống như chỉ kẻ mày, nên mới mơ hồ có cái suy đoán này giang đình gập máy tính lại buộc một tiếng chợt ngước mắt lên nhìn nghiêm tà nguyên nhân phạm chính nguyên bị giết chúng ta có thể suy đoán được nhưng ở đây lại có một nghịch lý nếu giết phạm chính nguyên là để trừng phạt vậy tại sao kẻ thuê gã giết tôi là uông hưng nghiệp lại bình an vô sự không bị trừng phạt lời giải thích duy nhất là uông hưng nghiệp không liên quan đến chuyện này người thuê phạm chính nguyên là phụ nữ mã tường ngồi bên cạnh khó hiểu cái gì thuê gã giết cố vấn lục nhưng không ai để ý đến cậu nữ chủ nhân này có thể tiếp xúc với thủ hạ của uông hưng nghiệp có thể qua mặt uông hưng nghiệp âm thầm tiếp xúc với sát thủ vô số nghi vấn mơ hồ trong đầu nghiêm tà rốt cuộc sâu chuỗi thành một luồng suy luận hoàn chỉnh lẽ nào là giang đình lạnh nhạt nói ra hai chữ kia bộ vi trong phòng riêng yên lặng chốc lát cái nĩa đang xiên miếng thịt bò của mã tường cạch một tiếng rơi về trong đĩa nghiêm tà đột nhiên rút điện thoại di động ra đứng lên vòng qua bàn ăn đứng trước cửa sổ sát đất gọi một cuộc điện thoại Alo, Hàn Tiểu Mai, tối qua cô nói chiều hôm nay phải đi bệnh viện thăm bộ vi. Hàn Tiểu Mai phía bên kia không biết trả lời cái gì, Nghiêm Tà âm trầm nói, nghe này, đừng hỏi tại sao, bây giờ lập tức đi làm giúp anh một việc. Hành lang bệnh viện, Hàn Tiểu Mai cúp điện thoại, hít sâu mấy hơi, xoay người đẩy cửa phòng bệnh ra ánh mặt trời rất đẹp hắt vào từ ô cửa kính sạch sẽ đôi gò má trắng nõn non nớt của cô gái gần như trong suốt nghe thấy tiếng đẩy cửa cô bé ngẩng đầu lên khỏi quyển sách ảnh trên tay mình cười với hàn tiểu mai đôi môi màu hồng nhạt vẽ lên một vòng cung cực kỳ đẹp mắt chị chị tới rồi hàn tiểu mai cũng cười lên cố gắng ép mình nhìn thẳng vào mắt bộ vi chị vừa từ phòng làm việc qua tình cờ gặp được bác sĩ liên quan đến chi phí chữa bệnh sau này bộ vi buông quyển sách xuống dáng vẻ có chút lo lắng bác sĩ nói sao ạ đừng lo lắng em là nạn nhân vị thành niên chi phí điều trị cơ bản đều được chi trả hàn tiểu mai vội nói chỉ là có một số việc bọn chị không thể thay em quyết định chính là thuốc men dùng trong khoảng thời gian nằm viện và theo dõi phục hồi sau này bác sĩ nói có mấy loại phương án có thể lựa chọn tất nhiên giá cả của mỗi một phương án chắc chắn cũng không giống nhau em biết đấy bệnh viện mà bộ vi thỏ thẻ em không có nhiều tiền bây giờ xuất viện cũng được bác sĩ nói tốt hơn hết là em nên nói chuyện này với người giám hộ hàn tiểu mai chăm chú nhìn cô bé giọng điệu hết sức tự nhiên chị có nói với anh ta em tạm thời không có người giám hộ nhưng đã là một cô gái có chủ kiến có thể tự mình tìm bác sĩ chủ trị tham khảo ý kiến rồi mới đưa ra quyết định em nghĩ sao đôi mắt trong veo long lanh của bộ vi dừng lại trên mặt hàn tiểu mai nhìn một lúc lâu mới có vẻ an tâm một chút nói ừm em có thể tự mình quyết định sao nếu không được chị chỉ có thể yêu cầu trong cục thử liên lạc với những người thân khác của em xem sao cha mẹ em lúc còn sống còn liên hệ với người nào khác nữa không cô cậu bà con gì cũng được quả nhiên không ngoài dự liệu nghe xong lời này bộ vi lập tức bỏ quyền sách ảnh xuống chị vậy em sẽ tự đi em có thể tự mình quyết định bác sĩ đang ở trong phòng làm việc hả chị Hàn Tiểu Mai cười gật đầu, không hiểu tại sao, có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, rõ ràng hai ngày trước còn là một cô bé khiến người ta sinh lòng thương xót, có thể tự nhiên sống chung, bỗng nhiên giống như xảy ra biến hóa khôn lường, nhất cử nhất động đều có thể hút hết lượng oxy vốn đã rất mỏng manh ở trong phòng bệnh, khiến con người hít thở khó khăn hơn. Là bác sĩ thường ngày hay kiểm tra phòng ấy, em biết đó, họ lý, Hàn Tiểu Mai nhìn bộ vi đi ra khỏi phòng bệnh, đột nhiên bồi thêm một câu, em có thể trực tiếp đến gặp anh ta. Cô gái quay đầu lại, nghiêm túc nói tiếng cảm ơn với Hàn Tiểu Mai, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Kéo kẹt, Hàn Tiểu Mai duy trì động tác kia, đứng yên tại chỗ. Ba giây sau, đột nhiên giống như công tác điện được bật lên, cô bước tới cửa mở ra một khe hở, thò đầu ra, chắc chắn rằng bộ vi đang đi về phía trạm y tá cuối hành lang, sau đó, cô lập tức đóng cửa kỹ càng, kéo màn vải che đi khung cửa kính, quay người đi về chiếc tủ bị khóa ở đầu giường, rút ra hai cái kẹp tóc từ trong túi áo đồng phục, chọc vào lỗ khóa vặn vặn mấy cái. Một tiếng lách cách nhẹ nhàng vang lên, tâm khóa bật ra. Chiếc cặp sách màu đỏ của bộ vi lẳng lặng nằm trong tủ đầu giường. Mỗi một nhịp tim của Hàn Tiểu Mai đều mạnh mẽ nhảy lên rất tận cổ họng, cô không ngừng quay đầu chú ý động tĩnh ở cửa phòng, bàn tay run run kéo mấy cái khóa ra lục lọi, nhiều lần, cuối cùng cũng sờ tới đồ vật mà nghiêm tà dặn cô tìm. Một chùm chìa khóa nhà, bác sĩ Lý đang phẫu thuật, chắc phải đến lúc tan tầm mới quay lại, em tìm anh ấy có chuyện gì không? trong trạm y tá người đến người đi bộ vi vẫn mặc một chiếc váy ngủ màu trắng nền hoa hai tay lễ phép đan chéo ở trước người nghe vậy vẻ mặt đột nhiên biến đổi có vấn đề gì muốn hỏi bác sĩ sao y tá trường niềm nở nhìn cô bé hay chị gọi điện thoại cho em nhé bộ vi lùi về sau nửa bước nhưng cũng chỉ vẹn vẹn nửa bước mà thôi tiếp hết chương các bạn đề cử chuyện mình muốn nghe bằng cách comment bên dưới nhấn like và đăng ký để mình có động lực ra chuyện mới nhé